Xin kính chào quý vị thính giả. Hoàng Yến rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thế giới đang vận hành theo chiều hướng hiện đại quá, với một tốc độ nhanh chóng mặt. Cuộc sống đổi mới, con người đổi mới về cả lối sống lẫn tư duy nhưng những tàn dư trong lối nghĩ nền nếp cũ vẫn còn tồn tại các bạn sẽ không thể tin được ngày nay vẫn có rất nhiều gia đình đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối theo kiểu cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy liệu nó xuất phát từ ý nghĩ muốn tốt cho con cái của bố mẹ hay vì lòng tham sự hám danh nào đó câu chuyện mẹ chồng mưu mô của tác giả cốc nè, sau đây là một câu chuyện kể về lòng tham không đáy của con người. Mà tham thì thâm, tham thì tự gây thiệt cho bản thân. Xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện Mẹ chồng mưu mô. Khôi ơi, xong chưa con? Nhanh lên, sắp đến giờ đi đón Bảo Châu đi học rồi kìa. Dân, vâng, con biết rồi, mà mẹ cứ từ từ thôi, vẫn còn sớm mà. Nắng nồi thế này mẹ bắt con đứng ngoài đường chờ, để thành heo quay giữa đường à nguyên khôi vừa đứng trước gương ngắm vuốt vừa buông lời cằn nhằn với mẹ mình cô quanh bước vào cửa thấy con trai quần âu áo sơ mi phẳng phiu chỉnh tề tóc vuốt keo bóng lộn thì hài lòng lắm nguyên khôi vuốt tóc vuốt tay xong thì lựa trong số mấy chai nước hoa hàng hiệu trên bàn cầm lên xịt quanh người thơm phức người ngoài nhìn vào tưởng đâu anh tắm trong nước hoa chứ không muốn nói là nồng nặc đến điếc mũi. Nhưng người giàu mà, họ tiếc gì đâu. Nhà cô quanh cũng thuộc dạng khá giả, có điều kiện nên cô chiều con trai cưng hết nấc. Quần áo hàng hiệu, đồ dùng đắt tiền, xe đẹp xe sang, nguyên khôi có hết. Ôi, con nhà ai mà trông đẹp trai sáng sủa thế này. Cô quanh nhìn con trai một lượt rồi tấm tắc khen không ngớt. Cậu con trai có lẽ đã quá quen với những lời khen ngợi suýt xoa này của mẹ. Anh chả nói gì mà đi xuống nhà. Thực ra trong lòng anh cũng chẳng vui vẻ gì với chuyến đi hôm nay. Bởi lẽ theo yêu cầu của mẹ, cứ mỗi ngày đến trường đi học là nguyên khôi phải đảm nhiệm thêm một công việc bất đắc dĩ nữa. Đó là làm tài xế riêng cho Bảo Châu, con gái của chú Nghĩa và cô Nhung, hai người bạn làm ăn thân thiết của bố mẹ. Gia đình Bảo Châu rất giàu có. Chú Nghĩa làm chủ một bệnh viện răng hàm mặt có tiếng ở Hà Nội. Cô Nhung thì du học bên nước ngoài. Sau đó về Việt Nam mở hẳn một thẩm mỹ viện làm đẹp, mang thương hiệu riêng của mình. Hai cô chú mãi mê làm ăn, nên thành ra cũng hiếm muộn. Mãi mới sinh được một cô con gái tên là Bảo Châu, có nghĩa là hạt ngọc quý, là bảo bối, là châu báu trời ban cho hai cô chú. Bảo Châu được nuôi dạy trong môi trường tốt, nên dù ở tầng lớp thượng lưu giàu có thế nhưng cô gái nhỏ không hề ăn chơi đú đỡn hay kiêu ngạo với mọi người trái lại bảo châu là một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn học rất giỏi và nghe lời bố mẹ sự hoàn hảo về cả con người lẫn gia thế của bảo châu khiến cô quanh không thể không ngưỡng mộ cô ra sức gán ghép đẩy thuyền tác hợp cho con trai mình nguyên khôi với bảo châu trong một buổi hai gia đình đi ăn đi uống với nhau, cô Oanh không tiếc lời khen ngợi con trai mình và mở lời gợi ý kết thông gia với gia đình chú Nghĩa cô Nhung. Hai cô chú cũng ưng nguyên khôi lắm, huống chi hai gia đình lại làm ăn thân thiết với nhau. Kể ra con cái hai bên đến với nhau cũng quá là hợp lý. Nhưng cô chú không muốn gượng ép con gái mình quá, vẫn để nó được tự do lựa chọn bạn đời cho riêng mình. Chỉ có cô quanh là cứ nhiệt tình bảo châu càng lớn càng xinh gái nhé giống hệt mẹ nhung mà cháu cũng thay đổi trường đại học ngoại thương giống con trai cô đúng không đi học thế có sợ xa không con cô để bạn khôi nhà cô đón con đi nhé chứ con gái đi học hơn chục cây số một ngày thì cũng vất vả lắm đấy chị thấy thế có hợp lý không chị nhung giọng cô quanh nói cứ ngọt như mía lùi lời nói cứ trôi chảy tuồn tuột như thể đài phát thanh máy ghi âm sẵn một lượt vậy có lẽ đây chính là một trong những lý do khiến cô làm nghề livestream bán hàng online trên mạng rất được khách và cô mở rộng những mối quan hệ của mình cũng rất nhanh nhưng có ai ngờ đâu việc cô nói rằng bảo châu và nguyên khôi thi đổ cùng một trường đại học thực ra là có sắp đặt hết cả khi cô nghe cô nhung chia sẻ về nguyện vọng đăng ký thi đại học của bảo châu cô đã nhất quyết bắt con trai mình phải đăng ký thi bằng được trường đó. Dù sức học của Khôi chỉ ở mức tạm tạm. Để cả chục nguyện vọng cho con vào trường đó, cô quanh còn chuẩn bị hết cửa trước cửa sau, đường tiến đường lui cho con để yên tâm chắc suất vào trường. Quả là một người mẹ tâm lý. Và thật may, Nguyên Khôi cũng là một người con thuận hết theo ý mẹ. Khi nghe cô quanh đề xuất đưa đón con gái mình đi học hàng ngày, Cô Nhung cũng đưa ra ý kiến riêng của gia đình. Thật ra nhà chị cũng thấy con đi học hơi xa, hơi vất vả nên tính mua nhà hay thuê trọ cho con ở gần trường luôn để con tiện đi học hàng ngày. Cô quanh nói luôn. "Ôi chị, cần gì phải như vậy. Khôi nhà em đều có tí là đến nơi ấy mà. Sức con trai khỏe lắm, chị cứ yên tâm. Khu gần đấy mua nhà giờ cũng khó." mà thuê trọ thì nhiều vấn đề lắm chị con gái một thân một mình nguy hiểm biết bao kể cả cháu nó có ở cùng bạn bè đi chăng nữa thì cũng không bằng ở nhà với bố mẹ ở đây mình kiểm soát với bao bọc cho nó bao giờ cũng yên tâm hơn chú nghĩa với cô nhung thương con gái mình nhất lại sợ con bị những cám dỗ nguy hiểm ngoài xã hội rình rập nên cũng xui tai khi nghe cô quanh nói vậy Cô Nhung gật đầu với chú Nghĩa rồi nói Vậy thì gia đình cô nhờ giả khôi một thời gian đầu nhé Bao giờ cái châu nhà cô cứng cáp hơn Thì cô để bạn tự ở riêng Nhưng cháu... Nguyên Khôi đang định lên tiếng phản đối Thì cô Quanh đã dội chặn lại Ôi, chị cứ yên tâm Em vừa sắm cho con một cái xe máy SH mới toanh rồi Tha hồ chúng nó đưa đón nhau đi học Vừa nói cô Quanh vừa liếc mắt ra hiệu cho khôi không được phép ý kiến gì hết khôi nén ấm ức trong lòng anh không thèm tham gia cuộc trò chuyện của mọi người nữa mà tập trung ăn phần của mình còn về phần bảo châu cô cũng không dám có ý kiến gì hết sợ làm mất mặt bố mẹ và bất lịch sự trước ý tốt của cô quanh mặc dù cô được mọi người khen ngợi hết lời là hoàn hảo này kia nhưng bảo châu vẫn có những khuyết điểm riêng thứ nhất Châu có thù với bếp nút Cô không biết nấu ăn Hễ lần nào cô vào bếp Là y như rằng cái bếp thành một đống hỗn độn toan tành Việc này khiến cô có đi ra ngoài ở riêng Thì cũng khó mà tự lo ăn uống cho bản thân Thứ hai Bảo Châu từng gặp tai nạn xe máy Lúc tập đi xe hồi học cấp 3 Điều đó khiến cô bị ám ảnh tâm lý Sợ đi xe Cũng may Những năm trước Châu học trường gần nhà cho nên điều đó không quá đáng lo ngại. Nhưng giờ đã lên đại học nên mọi chuyện lại khác. So với việc phải thuê người lạ đưa đón đi học hàng ngày, có lẽ bố mẹ Châu vẫn yên tâm hơn với Khôi. Bạn bè của Châu, mỗi người một định hướng trường khác nhau. Trường mà cô đổ hiện tại cũng chỉ có mỗi mình Khôi học cùng. Dù sao có bạn đồng hành cùng đi học cũng sẽ có động lực hơn. Vậy là kể từ sau ngày hôm đó, nguyên khôi đảm nhiệm việc đưa đi đón về cho châu trên trường đại học hơn nữa cô oanh còn xin nick facebook của bảo châu để bắt con trai mình kết bạn nhắn tin kết thân dần nhưng khổ nổi nguyên khôi đã có bạn gái rồi anh quen cô gái này qua game tên là tuyết mai kém hơn một tuổi hai người dần dà quen nhau trên mạng xã hội rồi gặp nhau ngoài đời khôi cũng từng dẫn mai về ra mắt gia đình nhưng cô oanh không ưng Tuyết Mai trên mạng xinh lung linh như một hot girl. Ấy vậy mà ngoài đời khác hơn hẳn. Trên ảnh thì da trắng nõn nà, dáng người dong dỏng, còn ở ngoài thì đen đen, lại lung tịch. Có lẽ đây là hệ quả của việc Photoshop quá đà. Nhưng con gái mà, ai chẳng muốn mình xinh, ai chẳng muốn lên sóng thật lung linh. Nguyên Khôi cũng không quá để tâm đến việc đó, bởi vì nhìn Mai cũng chẳng đến nỗi nào. Nhà anh thừa tiền đưa cô đi tắm trắng mà. Mới lại chân ngắn thì càng dễ thương chứ sao. Nhưng không, mẹ Khôi và em gái anh, Gia Nhi, thì phản đối gai gắt. Hôm đó Mai vừa tạm biệt cả gia đình rồi về nhà. Gia Nhi đã kêu rời kêu đất lên. Ôi mẹ ơi, mắt thẩm mỹ của anh Khôi kiểu gì? Sao lại kiếm toàn bạn gái chán đời thế ạ? À? Mày nói linh tinh cái gì đấy? Khôi nghe Nhi chê bạn gái của mình thì cũng bất bình mà nói lại. Em nói thật mà Rõ ràng chị ý kém tuổi hơn anh Mà trông già khiếp Đã thế lại còn trang điểm cho da mặt với da cổ lệch nhau mấy chục tông Nhìn như ghép đầu người vậy Không phải già Như vậy là trưởng thành đấy Ngu ạ à. Khôi lướt mắt lườm nhi Cô quanh cũng lắc đầu ngán ngẩm Hai đứa nhìn không hợp đôi chút nào cả Cô không thể chấp nhận được khi nhìn thằng con trai mình nuôi 18 năm trời tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc tăng chiều cao. Giờ lại đi chọn một cô gái 3 mét bẻ đôi cũng không đến. Lệch, lệch quá, lệch không chấp nhận được. Đã vậy gia đình nhà Mai cũng chẳng cùng tầng với gia đình cô chút nào. Càng là một điểm trừ lớn. Kìa mẹ, bọn con quen nhau, yêu nhau thật lòng là được mà. Khôi trách mẹ, anh thích Mai đến vậy mà mẹ cứ để ý về gia cảnh và chuyện xứng đôi vừa lứa. Mai duyên dáng, Mai ăn nói khéo, Mai biết chiều lòng anh. Quan trọng là Mai chơi game rất giỏi. Nhưng Khôi không cãi mẹ. Trước nay, dù mẹ có phản đối chuyện yêu đương của anh thế nào, thì anh cũng không gai gắt lại. Bởi vì tiền đi ăn, đi chơi, anh đều phải xin mẹ. Cãi mẹ là hết, là cấm tiệc. Mà cô quanh cũng chỉ bày tỏ sự không vừa ý, chứ con trai quen cô này cô kia. Cô cũng coi như nó yêu đương gió dẫn qua đường để lấy kinh nghiệm còn con dâu đường hoàng bước vào nhà cô thì chắc chắn phải do chính tay cô lựa cô ưng con trai đội mũ bảo hiểm vào đi chứ cô quanh ra tiễn con tận ngoài cửa thấy mẹ nhắc khôi phụng phiệu nhăn nhó mẹ ơi tóc con vuốt tạo kiểu cả nửa tiếng đồng hồ giờ mẹ bắt con đội mũ vào để hỏng hết luôn à ơ ờ này không đội mũ rồi công an tóm luôn thì sao thôi kệ đi mẹ Sao mẹ không mua ô tô cho con luôn cho nhanh? Mày đòi hỏi vừa thôi. Cái gì thì cũng phải từ từ. Đến cái bằng lái xe máy mày còn thi rớt lên rớt xuống. Chứ đừng nói là cái bằng lái ô tô. Học có mấy câu lý thuyết mà cũng lười. Ra đường không biết luật đi biển báo như nào. Nắng nóng như này mẹ bắt con chạy xe mấy cây số qua đón con gái nhà người ta. Xong lại đi cả chục cây nữa mới đến trường. Quá đáng thật sự. Mày ngu lắm con ạ. À. Mày phải giấc giả như thế thì cái châu mới thấy cảm động trước sự chân thành của mày chứ xong đến lúc bố mẹ mua xe ô tô cho mày hai đứa giống như đã cùng nhau trải qua hành trình đồng cam cộng khổ để đến lúc được hưởng trái ngọt biết bao kỷ niệm như thế còn gì mẹ vẽ ra kịch bản ngôn tình đẹp quá rồi đấy mẹ đi mà làm với bố ý. mẹ cũng định làm vậy nhưng ngày trước vừa gặp cái thì bố mày đã giàu sẵn rồi thế là có kịp làm gì đâu nguyên khôi thở dài anh cũng chẳng buồn phân bua với mẹ nữa. Mặc kệ cô quanh cứ đứng đó dặn dò con phải chu đáo thế này, tinh tế thế kia với cái châu. Khôi dặn ga, phóng xe đi luôn. Thời tiết cuối tháng 8 ở Hà Nội vẫn nóng như đổ lửa. Trời vừa oi, vừa bức bối. Khôi phóng xe luồn lách một lát, thì đến được nhà của Bảo Châu. Bảo Châu đã đứng sẵn ở cổng đợi từ bao giờ. Vừa thấy Khôi đến, Châu nở nụ cười thân thiện, dù bản thân vẫn có đôi chút ngại ngùng chào nhé ừ chào lên xe đi khôi đưa tay xuống gạt chỗ để chân ra cho châu lên xe dễ dàng hơn hành động này không phải sự tinh tế quan tâm của anh cũng chẳng phải lời dặn dò từ trước của cô quanh mà đơn giản nó chỉ là thói quen của khôi trong suốt quá trình hẹn hò yêu đương trước đây những mối tình đi qua đời anh đã mang đến quá nhiều kinh nghiệm khiến anh tự nhiên trở nên tinh tế như vậy Giả lại Khôi cũng là một đứa con trai thích thể hiện, thích khoe khoang, thích thể hiện sự ga lăng lãng tử của bản thân trước mặt mọi người. Đó là lý do khiến anh đi đâu cũng ăn diện, ngắm vuốt tóc tai các thứ và hôm nay không ngoại lệ. Thấy Bảo Châu đã ngồi yên dị trên xe, Khôi bắt đầu phóng đi. Thằng ôi, thời tiết không ủng hộ con người. Trời nóng khiến mùi nước hoa của Khôi trộn với mùi mồ hôi chảy ra trên người lại được cộng thêm sức thổi của gió khi xe chạy khiến cho bảo châu ngồi sau sửng sốt bàng hoàng và kinh hãi trước mùi hương tỏa ra từ người lái phía trước châu cũng không dám có thái độ gì hôm qua cô oanh đã nhắn tin tâm tình cả đêm khiến cô chả dám làm phật ý tốt của người lớn mà đấy rõ ràng cô oanh xin facebook của châu để cho con trai mình làm quen trò chuyện nhưng khôi sĩ diện Khôi có lòng tự trọng của một thằng con trai Anh gắt lên Mẹ đừng có gán ghép lung tung Con không thích con bé ý Trước đây chả nói chuyện bao giờ Tự dưng bây giờ lại đùng đùng đi nhắn tin Trước đây mỗi lần hai nhà đi ăn với nhau Mày toàn đi chơi với bạn bè Với bạn gái Có chịu gặp đâu mà bảo không nói chuyện Thì đấy Tấm lại là con không thích chủ động Mẹ tự đi mà nhắn Đúng là Khôi với Châu chả bao giờ nói chuyện với nhau hai đứa chỉ biết nhau thông qua bố mẹ chứ trong mắt khôi châu là một kiểu con nhà người ta là mọt sách là công dân gương mẫu cô hoàn toàn không phải kiểu mà anh theo đuổi từ trước tới giờ còn cô quanh con trai nói mẹ tự đi mà nhắn là cô tự đi nhắn cho bảo châu thật cô cứ một câu ngon ngọt hai câu ngọt xớt nào là bạn khôi thế này bạn khôi thế kia trong lòng châu cũng hiểu được ý định ghép đôi của cô quanh nhưng cứ chỉ biết dân dân dạ dạ. Đến được trường đại học thì cũng vừa lúc Bảo Châu thoát được kiếp nạn ngạt mũi. Cô xuống xe và trả lại mũ bảo hiểm cho Khôi. Hai người như thể mối quan hệ giữa tài xế và khách hàng. Cảm ơn đã đưa mình đến trường. Ừ, chiều mấy giờ tan? Mình học đến hết tiết năm là tầm 6 giờ ấy. Tôi tan sớm hơn, tôi chờ cậu ở cổng. Ôi thế không cần, để mình tự đặt xe về cũng được. Châu dội từ chối, cô sợ làm mất thời gian của Khôi lắm, nhưng Khôi không đôi co nhiều với cô. Anh chốt một câu chắc nịch. "Thế nhé, đợi ở cổng." Không để Châu nói thêm gì nữa, Khôi phóng xe vào nhà gửi xe. Anh không sợ phải chờ đợi, anh có thể tranh thủ hẹn hò với Tuyết Mai cũng được. Vừa vui vẻ, lại vừa hoàn thành được nhiệm vụ mẹ giao. Cứ như vậy, hàng ngày Khôi đưa Châu đi học, rồi lại đón cô về hai người tuyệt nhiên không một lời hỏi thăm nói chuyện làm quen châu không chủ động vì ngại khôi lại càng không chủ động vì anh không để tâm đến người không phải gu của mình anh chỉ tập trung duy nhất đến một người đó là bạn gái của mình mà thôi ga lăng thích cảm giác nhiều người theo đuổi ngưỡng mộ nhưng một khi đã quen ai là khôi sẽ rất chung thủy với người đó anh không nói cho mai biết việc mình đưa đón Châu đi học. Và Châu cũng chẳng hề biết Khôi đã có người yêu. Cảm ơn con trai rất nhiều vì món quà ý nghĩa này. Mẹ rất hạnh phúc và tự hào về con. Ngày 8 tháng 3, cô Oanh đăng một bức hình con trai cầm bó qua tặng cho mình lên mạng, kèm theo nội dung như trên. Mọi người nhao nhao vào bình luận ở bên dưới bức ảnh. Chị Oanh sướng thế, có cậu con trai tâm lý quá. Nguyên Khôi vừa học giỏi lại ngoan ngoãn, lại còn quan tâm mẹ quá. Ôi, nhất chị quanh rồi. Chị quanh 8 tháng 3 vui vẻ. Toàn những câu bình luận chúc mừng và khen ngợi của mọi người khiến cô quanh sướng lắm. Vừa trả lời lại mọi người, vừa cười tích cả mắt. Cô quanh rất thích khoe mọi thứ lên trên mạng xã hội. Mọi khoảnh khắc trong cuộc sống của mình đều được cô cập nhật. Từ việc đi chơi, đi du lịch, tụ tập bạn bè, đến thành tích của con cái cô luôn tự hào với mọi người bên ngoài về hai đứa con ngoan ngoãn giỏi giang của mình mọi người cũng rất ngưỡng mộ cô quanh một người phụ nữ duyên dáng có người chồng giàu có yêu chiều hết mực lại có con cái hiếu thảo tâm lý một cuộc sống màu hồng không thể viên mãn hơn nào có ai biết được đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài còn cái lõi bên trong như thế nào khó mà nói được Cô quanh sống trong thời buổi công nghệ 4.0 phát triển. Thực trạng nhà nhà khoe con, người người khoe của rất nhiều. Cô quanh bị cuốn vào, gia nhập trong hội những phụ huynh chuyên flex thành tích con cái trên mạng xã hội. Và dần dần, nó tạo thành cái bệnh hám danh, bệnh khoe khoang quá thể. Quá thể ở đây được thể hiện ngay ở việc cô quanh bắt đứa con trai cưng, phải mua quà, mua hoa và tạo dáng đủ kiểu để cô có được một bức ảnh đẹp đăng lên khoe với thiên hạ không cần biết những lời khen của dân mạng có phải là thật lòng hay không cứ thấy được nhiều người thả like, thả tim khen ngợi là cô tự thỏa mãn tự hài lòng rồi trên mạng thì như vậy chứ ngoài đời nguyên khôi ăn chơi tụ tập cũng nhiều mà gia nhi thì bướng nó cãi bố cãi mẹ nham nhẽn cô quanh với chồng là chú hưng bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để bắt chúng nó học hành và chiều theo ý chúng nó sau một hồi trả lời bình luận của mọi người xong cô quanh mới chợt nhớ ra và ngẩng đầu lên hỏi nguyên khôi con đã tặng quà 8 tháng 3 cho bảo châu như mẹ bảo chưa đấy khôi đang bấm điện thoại nghe thấy thế thì nhướng mày gì cơ bảo châu á con quên rồi ờ à, cái thằng này cô quanh đập vào vai nó một cái Mẹ cho mày tiền để mày mua quà tặng giới đi chơi với Bảo Châu. Nhưng ngày 8 tháng 3 cơ mà. Quên là quên thế nào? Thế tối mai mày đi đâu? Khôi nhăn nhó mặt. Mẹ làm sao ý? Thì con đi chơi với Mai chứ sao? Cô ý là người yêu con. Ngày này con phải mua qua, tặng quà. Đưa cô ấy đi chơi là đúng rồi còn gì? Cô quanh giật mình. Ôi thằng này! Đến giờ này mà mày vẫn quen con bé đó á. Mẹ bảo mày chia tay nó đi và tìm hiểu châu cơ mà mẹ nghĩ gì vậy mẹ gán ghép linh ta linh tinh mẹ bắt con đưa con người ta đi học là quá lắm rồi con làm tài xế không công con chẳng nói gì thì thôi chứ mai vẫn là người yêu con con không chia tay phải chia mẹ không hiểu mày có mắt nhìn không nữa khôi ạ à. cái châu nó vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn lại gia đình đàng hoàng thế mà mày không đi yêu lại đi yêu con bé nhà quê kia học hành không tới nơi tới chốn Nhà quê gì chứ, mẹ bị sao vậy? Nhà mình có điều kiện mà, cần gì quan trọng mấy thứ đó. Quan trọng là con yêu cô ấy, mẹ để yên cho con quen đi, đừng có ép buộc con nữa. Nói rồi khôi bực bội bỏ lên phòng. Cô quanh cũng giận dữ, ném mấy cái gối trên sofa về phía khôi đang đi lên, miệng mắng liên tục. Rõ ràng mọi khi cô nói gì thì Khôi chỉ im im, không nói không rằng. Thế mà lần này nó dám phản kháng cô, cãi lại cô gay gắt như vậy. Cô quanh lộn hết cả ruột, đã thế cô cắt tiền sinh hoạt, tiền đi ăn đi chơi của nó, xem nó có tớn lên đi với con bé kia được không. Mấy cái đứa nhà quê cứ bám lấy con trai nhà giàu, chắc chắn đều vì tiền mà thôi. Nhưng cô quanh chưa kịp đóng băng tiền sinh hoạt của Nguyên Khôi thì ngay ngày hôm sau, anh về nhà và báo với bố mẹ một tin đáng lo ngại, khiến cả nhà phải lập tức mở cuộc họp gia đình. Mai có thai rồi ạ. À. Hôm nay cô ấy nói với con là đã lâu không thấy đến tháng, xong trong người cứ thấy thèm của chua. Lúc thử que thì phát hiện hai dạch. Chú Hưng với cô Quanh nghe xong thì sốc lắm. Cô Quanh mặc dù cho con đi hẹn hò thoải mái, nhưng lúc nào cũng dặn con sử dụng biện pháp tránh thai an toàn, cẩn thận nếu chẳng may có mà vào đứa con dâu cô ưng thì cô chấm ngay nhưng là cái mai thì khôi ơi là khôi mày giỏi gây chuyện quá cơ mày vừa mới vào năm nhất đại học thôi đấy con ạ à. mày định bôi trò trát trấu vào mặt bố mẹ mày à cô quanh gào lên cô không chấp nhận đứa con dâu này một chút nào chú hưng tỉnh táo hơn chú hỏi khôi đã đi khám thai để chắc chắn chưa dạ chưa ạ à? cô ấy mới chỉ thử que thôi con cũng lo là thật tại có một lần cô quanh nghe đến đây thì nhảy luôn vào trời ơi khôi ơi mẹ dặn mày thế nào hả mày ngu thì nó vừa vừa thôi chứ con cũng không muốn như vậy mà mẹ con cũng đâu có sẵn sàng làm bố lúc này đâu thế sao mày còn làm mà mày làm với ai chứ đứa con dâu này mẹ không chấp nhận có thì cũng phá đi cho nhanh không được vậy thì ác quá dù sao cũng là con của con mà chú hưng thấy hai mẹ con to tiếng nên đành lên tiếng ngay thôi được rồi không có phá gì hết dù sao cũng là cháu của mình nhưng khôi nếu bây giờ con bé có thai thật thì mày phải tự chịu trách nhiệm mày phải tự dọn ra ngoài để xây dựng gia đình riêng bố mẹ không lo cho hết nữa ơ kìa bố con đang đi học mà làm sao con tự lo được ạ à? giọng chú hưng nghiêm khắc đó là hình phạt dám làm mà không dám chịu à đàn ông con trai phải biết tự lập đi đừng có phụ thuộc vào bố mẹ mãi nữa người ngoài nhìn vào đã đủ mất mặt rồi đấy cô quanh thấy thế cũng định khuyên ngăn anh này nhưng mà em đừng có mà nuông chiều nó vì sự nuông chiều của em mà chúng nó hư người hết cả đấy thôi tất cả giải tán đi ngày mai xem chính xác tình hình rồi về báo lại chú hưng đi lên phòng ngủ cả một ngày đi làm về nên chú cũng mệt mỏi lắm rồi khôi thì từ tối đó cứ liên tục bị mẹ mắng chửi tra tấn tinh thần suốt khiến anh điên hết cả đầu đã thế anh cũng lo lắng lắm mặc dù anh yêu mai nhưng anh chưa sẵn sàng cho việc làm bố anh còn ăn chơi lông bông anh còn đang dở việc học hành chuyện này mà là sự thật chắc chắn anh sẽ không được yên ổn tự tại thoải mái như trước nữa khôi trằn trọc, lăn qua lăn lại, mất ngủ cả đêm hôm đó. Ngày hôm sau, khôi dẫn qua nhà đón Bảo Châu đi học như bình thường. Hai người dù đi học cùng nhau mỗi ngày, nhưng chẳng nói chuyện được mấy câu. Mối quan hệ vẫn cứ xa cách. Hôm nay trời nóng, Châu đi mua trà chanh để uống cho đỡ khát. Nghĩ đi nghĩ lại, cô mua liền hai cốc cho Khôi luôn. Giờ thấy Khôi đến, Châu liền chìa ra mời bạn uống không Khôi Trà chanh đấy Mình vừa mua xong Khôi đang khó chịu trong người Vì lo nghĩ việc của Mai Nên lạnh lùng từ chối một câu cục lũng Không cần Châu bị ngại tay đang cầm hai cốc nước Mà gượng gạo vô cùng Ừ thế thôi Lên xe nhanh đi Khôi không quan tâm Anh dục Châu cũng dội vàng leo lên xe Trên đường đi Đầu Khôi cứ nghĩ đến chuyện của Mai và những lời cảnh cáo của bố cũng như những lời mắng nhất của mẹ mình. Anh phóng đi như bay, luồn lách trên đường khiến cho Châu ngồi đằng sau sợ hãi. Cô có cảm giác như thể mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Thế rồi đến một chỗ ngã tư, do có xe tải rẽ tới nên Khôi phải phanh xe gấp. Bảo Châu ngồi đằng sau bị bất ngờ, đầu cô lao về phía trước, đập vào lưng Khôi. Còn cốc nước trên tay cô thì đổ hết sạch lên quần áo của Khôi. Khôi dựng xe lại, nhìn xuống bộ quần áo trắng của mình đã nhuốm một màu vàng khè của nước chè. Trong khi đó, Bảo Châu rối rít. Xin lỗi, mình xin lỗi, mình không cố ý làm đổ. Ôi làm sao đây, đợi mình xíu. Châu lấy trong ba lô ra một bịch khăn giấy, rồi luống cuốn lau áo cho Khôi. Khôi cũng không nói gì. Chắc anh sợ mình mà mở mồm lúc này, chắc hẳn sẽ nói ra mấy lời không tốt đẹp gì châu ghé người vào gần hơn một chút đầu cô cúi xuống lúc này ngang tầm ngực của khôi một mùi hương thoang thoảng dịu mát tỏa ra từ tóc của châu khiến khôi khựng lại trong giây lát một mùi hương sạch sẽ trong sạch và thoải mái làm cho những bực bội trong người anh dường như được dịu đi phần nào tiếng còi xe vang lên làm khôi bừng tỉnh anh gạt tay châu ra và nói không cần tôi tự làm được. Nhìn gương mặt lúng túng và ái náy của Châu, Khôi cũng chẳng muốn cáu giận. Anh nói Châu lên xe và đi đến shop quần áo gần nhất tại đó, mua một bộ đồ để thay ra. Lúc Khôi thay ra xong, Châu có ngỏ ý muốn chuột lỗi, để mình giặt giúp lại cho nhé. Khôi vẫn lạnh lùng từ chối. Anh thẳng tay dứt bộ quần áo bẩn vào thùng rác cạnh đó Thật ra Khôi vốn không muốn để Châu đụng tay làm gì cho mất công. Nhưng hành động của anh lại khiến cô càng dây dứt và áy náy trong lòng hơn. Nhìn bộ dạng bối rối của cô, Khôi đành phải nói vài lời cho cô yên tâm. Giờ ạ, à, tôi không giận gì đâu. Cậu đừng có bày ra cái biểu cảm như thế. Chỉ là tôi không muốn mặc lại đồ cũ thôi. Thôi, lên xe còn đi học. Bảo Châu nghe thế thì cũng lẻo đẻo theo sau Khôi trong lòng dẫn dấy lên một cảm xúc tội lỗi khó tả ngay sau buổi học ngày hôm đó nguyên khôi nhắn tin hẹn bạn gái tuyết mai đi khám thai tâm trạng anh thì vừa lo lắng vừa sốt ruột vậy mà lúc gặp mai thì thấy cô váy áo lượt là lên đồ lồng lộn như thể đi quẩy ba đến nơi khôi ngạc nhiên bày ra bộ mặt khó hiểu còn mai cười tươi rói tung tăng nhảy chân sáo đến chỗ anh anh yêu à chúng mình đi thôi. Đi chơi đi, em muốn đi quán này. Nghe nói dạo này đang nổi trên mạng lắm ấy. Sao cơ? Không phải nói là đến bệnh viện hay sao? Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Khôi, tuyết mai bật cười. Thật ra cô làm gì có thai đâu. Điều này cô biết rất rõ. Chả qua là cô muốn thử lòng anh, nên mới nói dối tí thôi. Cô muốn biết người con trai này có thật lòng với cô không? Có thật sự muốn chịu trách nhiệm với mình không? Hôm qua, lúc anh nói sẽ về thưa chuyện với bố mẹ, thì cô cũng yên tâm hơn. Ít ra anh ấy không phủ nhận hay bắt mình phá thai. Nghĩ vậy, Mai lại cười toe toét, rồi hung chụp lên má khôi một cái. Anh này, thật ra em trêu anh đấy, chứ em không có gì đâu. Khôi trợn tròn mắt. Hả? Cái gì cơ? Mai lại phải một lần nữa đính chính. Em nói là em không có thai đâu. Em đùa anh tí để thử lòng anh thôi mà anh tưởng là thật sao? Anh đừng lo, sau này nhất định tụi mình sẽ có mà. Giờ thì đi... Bố con điên. Tráng khôi nổi hết cả gân xanh lên và phun ra một câu chửi. Mắc cái gì bày trò dớ dẫn để anh phải lo sốt gió. Xong gia đình anh náo loạn cả một đêm luôn vậy. Bao nhiêu cái trò đùa thì không đùa. Đem cái việc quan trọng như thế ra bẩn cợt. Thật sự quá đáng. Mai ngạc nhiên, cô lắp bắp. Anh, anh nói cái gì đấy anh chửi em à đúng đấy khôi lạnh lùng chia tay mẹ đi tự dưng rứt bực vào thân nghe anh nói mai sốc lắm cô không ngờ trò đùa của mình lại khiến khôi giận đến mức này biết mình sai cô đành xuống nước năn nỉ ôi anh giận em hả thôi mà cho em xin lỗi nhé em đùa thôi mà mai quàng tay cổ khôi để dỗ dành anh Ai ngờ bị anh hất mạnh ra Anh gắt lên Bỏ ra Vì cái trò đùa ngu người của mày Mà nhà tao loạn hết cả lên đấy Loạn gì cơ Bố mẹ anh không chấp nhận em ư Đúng Chê Chê lắm Bố mẹ tao chê mày thậm tệ Không xứng với tao tí nào Tự cút về nhà Đừng có liên lạc gì nữa Khôi nói rồi dựng xe lên chuẩn bị rời đi Mai cũng không nhịn nữa Cô gào mồm lên giữa đường giữa xá này thằng kia, mày tưởng mày tốt đẹp lắm à? Cái loại bám váy mẹ mà suốt ngày ra quay. Còn hơn loại con gái lẳng lơ ăn chơi như mày. Mẹ tao nói không sai mà. Loại con gái không được bố mẹ dạy dỗ đàng hoàng như mày. Thể nào cũng mất dạy, hư hỏng, mở mồm ra như con thất học. Máu nóng trong người khôi cũng nổi lên. Anh đứng đó cãi tay đôi với Mai. Mai bị đụng trúng lòng tự ái. Đúng là cô không học đến nơi đến chốn. Đúng là cô không có bố mẹ chăm sóc từ bé nhưng cô không chấp nhận được những lời thô tục và sĩ giả đó của Khôi. Ngay lập tức, Mai nhảy sổ vào người Khôi, nắm tóc anh, tác vào mặt, đá vào người. Khôi không kịp phản ứng, bị Mai tấn công liên tục tới tấp như vậy, nên anh không giữ được thăng bằng, mà người với xe cùng ngã đổ về phía bên kia. À, đau, con điên này. Mai thấy Khôi ngã lăn ra đó, thì còn cố tình đạp lên người anh mấy cái cho bỏ tức vừa đạp vừa chửi. Thằng chó này, mày nói ai mất dạy, mày nói ai vô học, mày tưởng mấy cái điểm số mẹ mày bỏ tiền ra mua cho mày thì quay lắm à. Mày tưởng tiền của mày có thể đè chết được người ta luôn à, mà dám dên mặt. Tao nói cho mày biết, có chia tay thì cũng là tao đá mày, vì mày là thằng khốn nạn, thằng ăn hại, thằng ăn bám bố mẹ. Tuyết Mai chỉ xả tức đến đó, rồi quay lưng bỏ đi. Chứ người qua đường kéo đến đông quá, có khi họ quay phim chụp ảnh lại rồi cũng nên Cô ấm ức lắm Cô đã trao cho Khôi hết tất cả như vậy Thế mà anh ta dám sỉ nhục cô giữa thanh thiên bạch nhật như thế Mới đầu còn tưởng may mắn yêu được người đẹp trai Nhà giàu Sau này đỡ giấc giả Nhưng giàu mà khốn nạn kiểu này Thì chạy dội Coi như mình xu Mình có mắt như mù vậy Khôi ở lại với bộ dạng thảm hại và chiếc xe xước xác xấu hổ rời khỏi đó trước ánh mắt soi mói chỉ trỏ của bao người xung quanh. Anh vừa bực tức, vừa hối hận biết bao. Biết vậy trước đây anh đã nghe lời mẹ nói, làm theo mệnh lệnh mẹ bảo mà chia tay tuyết mai. Đúng là mắt nhìn của người lớn, người có kinh nghiệm trải đời thì không bao giờ sai. Nhìn mẹ chọn trúng bố thì biết mẹ chọn đúng cỡ nào rồi. Cô quanh mặc dù ngoài mặt liên tục phản đối nhưng tất cả đều được dựa trên căn cứ cơ sở của những thông tin mà cô đã nhờ thám tử điều tra cho. Cô rất cẩn thận trong việc chọn bạn đời cho con trai mình. Với cô, đó không chỉ là vợ của con trai, là con dâu của cô, là mẹ ruột của những đứa trẻ mà gia thế nhà nó, còn là tương lai, chỗ dựa và mặt mũi cả đời này của gia đình cô. Cũng có thể do cô sợ Nguyên Khôi chọn sai đối tượng kết hôn và rồi phải sang đến tập rước dâu thứ hai thì cũng mang tiếng với người ta lắm cô cũng phải bước sang chuyến đò thứ hai, nên cô hiểu. Tối hôm đó, Khôi về nhà báo cáo lại tình hình cho bố mẹ. Chú Hưng chẳng nói thêm câu nào. Cô quanh thì thở vào nhẹ nhõm, nhưng cô không quên đe con. Đấy, mày thấy chưa? Mày thấy bị nó dắt mũi như thế có nhục không hả? Mẹ đã chọn cho mày đối tượng tốt đẹp, phù hợp, thì mày lại không chịu cơ. Mẹ à, trước nay các chuyện khác con đều nghe lời và chiều theo ý mẹ nhưng riêng chuyện kết hôn yêu đương thì mẹ phải để cho con tự do lựa chọn chứ con cưới chứ có phải mẹ cưới đâu mà mẹ can thiệp nhiều quá vậy mày vẫn còn cãi được à có lần nào mày chọn mà đúng đâu thôi từ giờ chuyển sang nghiêm túc tìm hiểu cái châu cho mẹ đi đừng để con gái nhà người ta bị người khác cướp mất thì mới hối hận cô quanh cứ một câu là cái châu hai câu là bảo châu có lẽ chính điều này khiến cho khôi càng chán ghét cô hơn hệt như việc chúng ta bị so sánh với con nhà người ta hoài dù con nhà người ta chả làm gì đụng đã tới mình thì mình cũng tự nhiên thấy ghét thấy ác cảm hoặc gan tị với họ đang đau đầu vì những lời mẹ nói và ôm sẵn cục tức trong lòng đột nhiên khôi nhận được tin nhắn của cậu bạn thân tên tuấn cậu ta rủ khôi đi chơi ba Khôi liền lập tức đồng ý. Anh lên phòng ăn diện và đi đến nơi có thể giúp anh giải tỏa hết mọi đen đuổi trong ngày hôm đó. Tiếng nhạc sập sình qua cùng không gian ma mị lôi cuốn của những ánh đèn đỏ xanh. Những thân hình lắc lư lả lướt, những tiếng cười nói, tiếng cụng ly gian lên. Tuấn nhìn thằng bạn của mình tâm trạng không được tốt. Đầu nó cứ như bị một đám mây đen bao phủ nên buông lời hỏi thăm làm sao ai đụng gì mày khôi chán nản cầm cốc rượu tu ực một hơi mãi một hồi mới nói tao chia tay mai rồi hm? Tuấn ngạc nhiên sao tự dưng chia tay đang tốt đẹp lắm mà tao thấy đứa lần này mày quen lâu hơn hẳn những lần trước đó chứ hay mẹ mày đúng là mẹ tao có ngăn cấm nhưng cũng tại con đấy nổi cơn điên mày biết không Hôm qua nó lừa tao là có thai đấy hả thật á? À? Ừ, xong nay lại quay ra bảo là đùa tao thôi. Bố con dở người. Tuấn nghe đến đây thì không nhịn được nữa. Cậu ta ôm bụng cười sặc sụa. Khôi bực mình đá chân Tuấn một cái và nói. Mày có thôi đi không? Chỉ vì chuyện đó mà mày chia tay ư. Ừ. Yêu đương thì phải lúc vui đùa tí chứ. Nhưng đùa cái gì không đùa, đùa kiểu này, làm nhà tao loạn hết cả lên. Tuấn lắc đầu ngán ngẩm. Khôi nhìn như thế thôi Chứ được nuông chiều từ bé Gặp bất cứ chuyện gì ngoài phạm vi kiểm soát Hay tiền nông của anh Là y như rằng Chạy về báo bố báo mẹ luôn Dù có khi chưa hoàn toàn được kiểm chứng đúng sai Tuấn chỉ biết khuyên Thôi mày Tao đã bảo rồi Với gia đình nhà mày Thì mày chỉ hợp yêu đương với những đứa con gái Ngoan hiền, nhẹ nhàng, dễ bảo thôi Nó sẽ an phận Và không gây chuyện lung tung Nhưng chắc với mày thì dễ bị chán đấy chả vậy nhạt nhẽo lắm không phải gu tao ôi thế thì càng dễ mày cưới người mà phù hợp với tiêu chuẩn gia đình mày còn những đứa hợp gu mày mày chỉ qua đường thôi không ràng buộc nghĩa là tao phải gắn bó cả đời với một người mình không thích chút nào à lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cưới trước yêu sau làm gì phải dội vừa nghe tuấn nói khôi liền nghĩ đến bảo châu Tự dưng anh nhớ đến mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng của cô, cùng với gương mặt lúng túng, có vẻ cũng dễ thương phết nhỉ. Giống dĩ chuyện tình cảm Khôi không thích bị ép buộc. Thế nhưng, biết đâu anh có thể yêu ngay cả thứ mình bị ép buộc đó thì sao? Cái gì cũng phải có cơ hội để thử. Vậy thì... Khôi đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, thì Tuấn đập vai anh một cái và bảo Ôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì mày? đến đây rồi thì phải vui chơi cho thỏa thích chứ. Khôi sau khi nghĩ thông được chuyện kia thì cũng thoải mái tư tưởng hơn nhiều. Anh quyết định từ giờ sẽ chuyển sang đối tượng chính là Bảo Châu. Nghĩ vậy anh mỉm cười rồi cầm ly rượu đứng lên và lắc lư theo điệu nhạc. Giống là người có ngoại hình tuấn tú điển trai nên khi Khôi vừa đứng lên hòa và nhập vào đám người nhảy nhót thì đã có mấy em gái sấn sổ lao tới để gây sự chú ý. Khôi cũng không từ chối, anh sẽ thả lỏng đầu óc và tâm trạng nốt đêm nay, không bận tâm đến những chuyện khác nữa. Nhưng Khôi đâu có ngờ, sự thả lỏng của anh đêm hôm đó chính là một lựa chọn sai lầm tai hại về sau. 7 giờ sáng, Bảo Châu sau khi ăn sáng cùng cả nhà thì cô nhanh chóng sửa soạn đồ để chuẩn bị tới trường. Như mọi khi, cô đứng sẵn ra trước cổng để chờ Khôi qua đón. Mọi hôm Khôi toàn đến sớm hoặc đúng giờ. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay, Châu đã đứng chờ hơn 15 phút, vẫn chưa thấy anh đâu. Cô thấy có linh cảm không tốt, liền lấy điện thoại gọi cho anh. Cách liên lạc duy nhất của cô với anh hiện tại là qua Facebook, mà cô quanh đã từng kết nối cho cả hai. Thế nhưng Bảo Châu nhắn tin hay gọi điện thì đều không thấy phản hồi gì. Sợ phải làm phiền đến người lớn cô đành tự mình đặt xe ôm công nghệ để đến trường cho kịp giờ vào học. Trong khi đó, tại một căn phòng khách sạn, khôi cửa mình thức giấc bởi ánh nắng le lói ngoài cửa sổ. Anh dương dai một cái rồi mới mở mắt nhìn xung quanh. Đây không phải phòng anh, cũng chẳng phải chiếc giường êm ái ở nhà. Và bên cạnh anh là một người con gái lạ nào đó. Cô ta mình trần như nhộng đang vòng tay qua ôm lấy eo của khôi khôi giật mình gạt tay và đẩy người cô ta ra cô gái lạ cũng bị tỉnh giấc mở mắt ra nhăn nhó nói với khôi anh làm cái gì vậy cô là ai sao chúng ta lại ở đây cô gái ngồi bật dậy nói bằng giọng đầy trách móc anh nói vậy là có ý gì anh quên rồi sao hôm qua anh là người chủ động ôm hôn rồi dẫn em vào đây cơ mà cô bị điên à không đời nào tôi làm thế. Khôi nói với giọng giận dữ, rồi anh lại tự hoài nghi bản thân. Chả lẽ hôm qua anh đã uống say đến mức này sao? Dẫn gái vào khách sạn rồi còn qua đêm với người ta. Đây là kiểu tình một đêm trong truyền thuyết à? Không thể nào. Trước nay anh ngủ với ai cũng đều biết và nhận thức rõ ràng. Chắc chắn đêm qua anh bị ai đó gài bẫy rồi. Thấy Khôi một mực chối bỏ trách nhiệm, cô gái cũng bực mình cô ném cái gối vào người khôi rồi hét lên loại khốn nạn nhà anh ngủ với người ta xong còn không thèm nhận lúc anh sướng thì ai sướng hộ anh à anh có tin tôi kiện anh không hả kiện cái gì hôm qua tôi say nên không nhớ gì hết cô muốn thế nào nữa tôi còn chả biết là ai muốn gì à muốn tiền đấy trả tiền đi khôi đơ người luôn ra đó thì ra cô ta là loại gái đó sao loại chỉ muốn ngủ với đàn ông rồi đòi tiền họ. Khôi bất lực. Hôm nay, coi như anh xui vậy. Anh tìm lấy chiếc ví của mình, rút hết tất cả số tiền mặt còn lại trong đó ra, rồi đưa cho cô gái. Cô ta cầm lấy số tiền, đếm đếm một lát, rồi phủi đích bỏ đi. Trước khi đi, còn không quên đưa lại số điện thoại của mình và nháy mắt nói. Nào thấy buồn, cứ liên hệ cho em nhé. Bye bye nhìn tờ giấy ghi số điện thoại của cô gái khôi cũng đến cạn lời giờ người ta làm nghề này chuyên nghiệp và không còn chút e thẹn như vậy sao anh dò nát tờ giấy quăng vào thùng rác rồi cũng xách đích ra về về đến nhà mặc kệ cô quanh gào thét một trận gian trời khôi cũng mặc kệ anh bỏ vào phòng mình rồi đánh tiếp một giấc đến chiều tối hoàn toàn quên mất việc đưa đón bảo châu còn về phía Bảo Châu, dù cô hạ cánh tại trường vừa kịp giờ vào lớp, nhưng lúc tan học thì lại đen đuổi gặp phải cơn mưa to. Mưa vừa lâu vừa dai, gió giật cây lay khiến cho Châu không thể đặt được xe để đi về. Hay nói cách khác là không có xe công nghệ nào nhận chuyến vào lúc này, dù cước phí cao gấp đôi khi trời không mưa. Châu định gọi điện cho bố mẹ, nhưng lại sợ họ phải dứt dã dạ cả chục cây số lên đây với cô, nên cũng đành thôi. Mẹ Châu cũng lo lắng, từ chỗ làm gọi điện cho cô. Châu nói dối là con đặt được xe về rồi, mẹ cứ yên tâm. Đường tắt như thế này, người nhà lên đón cô về chắc cũng phải mất đến cả tiếng đồng hồ. Sau đó Châu ngồi chờ, định ngớt mưa rồi sẽ về nhà. Nhưng mưa lâu quá, nó cứ rã rít, rã rít mãi, như một đứa trẻ khóc ấm ức mãi không thôi. Châu sốt ruột trong lòng cô đánh liều chạy ra ngoài cổng để dãy xe xem có được không dòng người nô nức xe cộ bon chen nhau trên cung đường chật chội ai cũng bận bịu với mối lo làm sao thoát khỏi cảnh tắt đường và thời tiết khắc nghiệt này không nhờ được ai châu lại đành chạy vào mái hiên trước cửa một ngôi nhà ở gần đó do ban nải hí chạy ra nước mưa thấm vào người nên giờ châu thấy lạnh lắm bỗng nhiên có một chiếc xe máy dừng ngay trước mặt cô Cùng với đó là giọng một người con trai gian lên. Cần đi nhờ xe không? Có ạ. À? Châu dội vàng đáp ngay. Cô không cần biết đối phương là ai, cô chỉ biết rằng anh ta chính là phao cứu sinh của cô lúc này. Người thanh niên hỏi cô, "Muốn về đâu?" "Dạ, em về khu đô thị An Dương ạ." À? "Tiện đường anh đó, lên xe đi." Bảo Châu trèo lên xe của anh chàng rồi để người ta chở mình về kể ra cô cũng liều nhỡ người ta lừa đảo chở cô bán sang trung quốc luôn thì sao nhưng không hiểu sao châu thấy gương mặt anh ta hiền lành thật thà giọng nói cũng có vẻ đáng tin lắm thế là cô quyết định lên xe anh luôn ngồi trên xe anh ta mới mở lời hỏi châu trước em sinh viên trường ngoại thương à dạ vâng sao anh biết thế ạ à? thì em đứng ngay cạnh trường luôn mà nên anh đoán vậy mà trước anh cũng học ở đây Thật sao ạ? À? Châu ngập ngừng một lát rồi mới nói tiếp. Sao anh lại giúp em vậy? Chàng trai bật cười. Tại nãy đi qua nhìn em như cuốn mắt mưa ấy. Tóc với áo ướt hết. Mặt thì rõ quang mang. Trông cũng tội nên anh mới hỏi xem cần giúp đỡ không. À dạ, tại mưa quá nên em không đặt được xe về. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. À? Không có gì. Đường thì tắt nên thời gian hai người về đến nhà của châu cũng rõ là lâu nhưng nhờ vậy mà cả hai có thời gian trò chuyện làm quen nhiều hơn châu cũng biết được anh chàng này tên là thiện vừa tốt nghiệp ra trường và đang đi thực tập ở công ty anh rất vui tính và biết pha trò lại còn rất tốt bụng nữa khi về đến cổng châu cảm ơn anh thiện một lần nữa và ngỏ ý muốn trả ơn cho anh nhưng anh nói không cần trời cũng nhập nhoạng tối anh nói anh dội đi về nên châu cũng không dám níu chân anh thêm nữa cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn anh và nhìn chiếc xe của anh đi khuất xa y như rằng tối hôm đó về nhà châu bị cảm nhẹ nhưng không hiểu sao cô lại thấy rất vui và ấm áp trong lòng cô còn thấy tiếc một chút vì không thể xin được phương thức liên lạc với anh để có gì sau này trả ơn anh nguyên khôi tỉnh dậy vào cái giờ mà cả nhà đã ăn cơm xong xuôi Cô quanh nhìn thấy con trai ngật ngưỡng đi xuống Cô lườm cho cái rồi nói với chồng Đấy, anh xử lý nó đi Hôm qua nó đi đâu cả đêm không về Em gọi điện không được Xong hôm nay thì ngủ lì trên phòng Gọi dậy ăn cơm cũng không ý ới gì Con với chả cái Chú Hưng cũng nói lại cô Không phải tại em nuông chiều nó quá à Suốt ngày cho nó tiền ăn Tiền tiêu xài thoải mái Thử khóa thẻ nó một hôm xem có dám dắt mặt ra đường nữa không? Sao anh lại quay ra trách em thế? Nói rồi cô quanh lại quay ra mắng thằng con báo đời của mình. Đấy, mày xem, tự nhiên mẹ mày bị giả lây luôn đây này. Bố mẹ thì lăn lưng ra ngoài đường kiếm tiền giấc giả cho con ăn học đàng hoàng. Thế mà giờ nói nó, nó không chịu nghe. Biết thế, hôm nay mẹ không mất thời gian cả buổi chiều để đi mua mảnh đất để dành cho mày cưới vợ chú hưng nghe tới đó liền hỏi lại ngay cái gì mảnh đất nào cơ à thì em cũng đang định nói chuyện với anh đây chiều nay em với cái thúy có đi cùng một anh nhà môi giới để xem một miếng đất khu trung tâm chỗ ý đẹp rộng rãi thuận tiện đi lại mà anh ấy lấy em giá cả phải chăng lắm sau này bán đi cũng rất được lời đó nha cô quanh đang mải mê kể lễ với chồng về thành quả của mình trong buổi chiều hôm nay mà không để ý tới gân xanh trên mặt chú Hưng đã giật giật nãy giờ. Chú nghiến răng rồi nói, Thằng nào cơ? Thằng môi giới nào? Sao em lại đi cùng với nó? Cô quanh nhận ra chồng mình lại nổi cơn ghen. Cô liền nhẹ nhàng xoa dịu. Anh ấy là nhà môi giới mà Thúy giới thiệu cho em thôi, mà không phải em đi riêng với anh ấy. Có cái Thúy đi cùng nữa cơ mà đi cùng cũng không được. Đàn bà con gái biết gì mấy việc đất cát này. Đã bảo lúc nào cũng phải có chồng đi cùng cơ mà. Cái gì mà giá phải chăng? Nhỡ nó lừa cho thì sao? Cứ lời ngon tiếng ngọt cho dài câu rồi lại bị nó che mắt lúc nào không hay. Thì em cũng đã ký hợp đồng đâu. Em bảo anh ấy rằng để về hỏi ý kiến chồng xong mới hẹn hôm khác. Là hay còn hôm khác nữa cơ à. Có phải cô định lén lúc đi gặp riêng thằng đấy hay không? cô mà lén phén gì sau lưng tôi thì cứ liệu đấy tôi cấm bằng sạch chú hưng bực mình thay đổi cả cách xưng hô với vợ chú ấy tính trước nay là vậy và đây cũng là khuyết điểm duy nhất mà cô quanh nhận ra ở người chồng của mình khi chú hưng ghen thì sẽ mù quáng và không thể kiểm soát được bản thân thậm chí có những lần chú chửi bới, chú đập phá hết cả đồ đạc ở trong nhà Cô quanh cho dù có cố gắng giải thích thế nào Thì cũng không ăn thua Chỉ đành chịu nhẫn nhục im lặng Và đợi cho chồng nguôi nguôi Thì dỗ dành xoa dịu sao Nguyên khôi gì thế mà cũng thoát nạn Anh nghe bố mẹ lời qua tiếng lại với nhau Cũng thành quen rồi Chuyện bố anh ghen tuông xảy ra như cơm bữa Khôi ngán ngẩm đi lại lên trên phòng Lúc này anh mới kiểm tra điện thoại của mình Và thấy tin nhắn của Bảo Châu phải rồi Sáng nay anh đột nhiên mất tâm mất tích như thế Thì cô chả nhắn hỏi Nhưng Khôi cũng chưa dội trả lời Anh định bụng ngày mai Sẽ chuộc lỗi với cô Và bắt đầu kế hoạch theo đuổi của mình Nguyên Khôi dậy từ sớm Và ăn diện quần áo với tóc tai gọn gàng Anh không biết gu của gái ngoan Có giống như những cô gái cá tính Mà trước đây anh từng theo đuổi hay không Nhưng anh chắc chắn một điều rằng Cô gái nào cũng thích đàn ông lịch lãm Ga lăng và tinh tế mà mấy cái đó thì khôi đã lão luyện thành nghề rồi anh đi đến đâu hút gái đến đó chả nhẽ lại không hút nổi một cô mọt sách như bảo châu khôi quyết định sang nhà bảo châu sớm hơn mọi khi để chờ cô đến giờ học bảo châu bước ra khỏi cổng thì ngạc nhiên lắm cô còn đặt sẵn xe công nghệ để đến trường rồi cơ ai ngờ bây giờ lại thấy khôi đang đậu xe ở ngay kia anh còn nở nụ cười rạng rỡ và giãy tay với cô nữa. Có cái gì ở anh lạ lắm, nhưng Châu cũng bước ra chỗ anh và chào lại. Chào cậu, sao cậu lại... Châu còn chưa kịp hỏi xong, thì Khôi đã chia ra trước mặt cô một đống túi đồ ăn. Này, đồ ăn sáng đấy, không biết cậu thích gì nên tôi mua mỗi thứ một ít. Châu cười gượng, mình... mình ăn rồi, thì ăn nữa, làm bữa phụ sáng hoặc chia cho bạn bè cũng được. Châu còn đang ngập ngừng chưa dám nhận thì Khôi đã hối thúc cô. Cầm giúp tôi đi để còn đi học nữa nào. Không kịp từ chối, cuối cùng Châu đành ngồi sau xe với một đống túi đồ ăn. Cô cũng nhanh chóng quỷ chuyến xe kia đi, kẻo mất công người ta đến chỗ đón. Châu nhìn một lượt các túi đồ ăn trong tay mình. Nào là bánh mì kẹp, bánh ngọt, bánh bao, xôi, sữa đậu nành, đồ hú cả thế này là đủ cho cô ăn sáng trong một tuần rồi chứ còn khôi anh vừa lái xe vừa nở nụ cười đắc ý thỉnh thoảng còn ngân nga vài câu hát bâng quơ nào đó anh đắc ý vì đã hoàn thành xong tiêu chí số một đó là kinh tế còn tinh tế tử tế thực tế thì cứ từ từ châu thấy tâm trạng của khôi đang tốt cô cũng không hỏi gì thêm về chuyện ngày hôm qua khi đến cửa khoa nơi châu học nhận mũ bảo hiểm từ tay cô khôi tranh thủ hỏi sau buổi học ngày hôm nay cậu có bận gì không tôi á tôi không có chuyện gì vậy đi chơi với tôi không châu ngạc nhiên cô tưởng đâu mình nghe nhầm hả đi chơi phải đi nhé cuối giờ tôi chờ cậu ở đây luôn nhưng nhưng mà không để châu kịp từ chối hay thắc mắc thêm gì nữa khôi dẫn chốt một câu chắc nịch và phóng ga rời đi với anh để theo đuổi những cô gái ngoan hiền như thế này phải đánh thẳng vào tâm lý và kéo cô ấy ra khỏi guồng quay nhàm chán mọi khi dẫn dắt cô ấy đến với những thế giới mới một người đã xác định sẽ gắn bó với anh cả đời nhất định phải chiều theo những sở thích và thú vui của anh châu bất lực ôm theo một đống đồ ăn đi vào lớp cô đặt đồ ăn sáng lên bàn và mời mấy đứa bạn cùng lớp ăn Ai cũng tò mò tại sao Châu lại có nhiều đồ ăn đến như vậy. Thảo Dân, một trong những người bạn thân nhất với Châu ở trên đại học, đã để ý và nhìn thấy Châu với Khôi đưa đón nhau mỗi ngày. Dân mới thăm dò. Ừ, uh -huh. mua gì nhiều vậy bà? Định khao cả lớp luôn hay sao vậy? Châu cũng thật thà trả lời lại, kèm theo chút ngượng ngùng. Tôi không có mua, tôi... tôi được mua cho ấy. Thế sao? Có phải cái anh chàng ngày nào cũng đưa bà đi tới nơi Đón bà về tới chốn Mua cho không vậy Châu ngần ngừ mãi rồi mới nói Đúng là cậu ấy Nhưng mà Thôi xong Mọi khi tôi hỏi thì cứ chối lên chối xuống Bây giờ mới lòi cái đuôi ra Đúng là đang hẹn hò với người ta rồi nhé Châu dội biện minh Làm gì có chuyện đó Tôi với cậu ấy không có gì với nhau hết Bà đừng nghĩ lung tung Dần vẫn không ngừng nghi ngờ. Hử? Không có gì sao tự nhiên người ta lại đi mua đồ ăn sáng cho cậu vậy? Tôi cũng không biết. Quả thật là Châu cũng không biết gì sao, khôi lại có sự thay đổi 360 độ nhanh chóng mặt như vậy. Từ một người lạnh lùng không hề để tâm gì đến cô, đột nhiên hôm nay trở thành một người nhiệt tình chu đáo, lại còn săn sóc cô và rủ cô đi chơi nữa. Châu rung động thì ít, mà thắc mắc thì nhiều những dấu hỏi chấm cứ xếp hàng dài trong đầu cô cả buổi sáng hôm đó tan học đúng như lời hẹn từ trước khôi đón châu đi ăn trưa và đi chơi đi ăn trưa tại nhà hàng đồ nướng nổi tiếng đi mua sắm tại một loạt các shop thời trang mỹ phẩm hàng hiệu sau đó lại đến những khu vui chơi giải trí hiện đại cả một buổi chiều hôm đó châu quay cuồng cùng với tốc độ di chuyển nhanh chóng mặt của khôi như thể anh đang chạy kpi càng quét hết mọi địa điểm đình đám trên đất hà thành vậy nhưng không thể phủ nhận buổi đi chơi hôm nay thực sự khiến châu mở mang tầm mắt đi ăn với mua sắm thì không nói bởi châu đi như vậy với gia đình và bạn bè cũng không ít nhà cô giàu cô có thừa điều kiện đi như vậy thường xuyên chỉ có các trò chơi thì lần đầu tiên châu được trải nghiệm vì trước đây cô ít tham gia thử lần đầu tiên châu chứng kiến một người có thể gấp liên tục đến cả chục con thú bông như khôi anh chỉ dừng lại khi mà châu đã hết tay để ôm chúng và nhân viên ở đó đã rất sốt ruột vì khôi sắp làm anh ta lỗ nặng lần đầu tiên châu được tham gia những game vận động mạnh dù tốn sức nhưng nó rất vui có vẻ kích thích hơn rất nhiều so với những game trí não có lẽ cô cũng hiểu được rằng nó chỉ thú vị hơn khi có một người chơi lão luyện và hiếu thắng như Khôi. Khôi rất thích thể hiện bản thân. Anh cũng rất tận tình hướng dẫn cho cô từng trò một. Có những khoảng vô tình hai người tiếp xúc thân mật với nhau, khiến cho cả hai đều lúng túng đỏ mặt. Thế nhưng rất nhanh sau đó, cả hai lại lấy lại được tinh thần và tiếp tục vui chơi. Mãi mê đến tận tối, hai người mới trở về nhà. Cảm ơn vì hôm nay đã đưa mình đi chơi. Khôi cười rồi nói, không có gì, vui chứ hôm sau lại đi tiếp nhé ừ được nếu mình có thời gian ok vào nhà đi chúc ngủ ngon khôi cũng vậy nhé tạm biệt khôi chờ châu đi hẳn vào trong nhà rồi mới quay xe rời đi cô nhung thấy châu về muộn thì cũng hỏi han con gái khi biết châu đi chơi với khôi thì cô cũng yên tâm phần nào về phía nhà cô quanh vừa thấy con trai bước vào cửa nhà Cô đã hỏi giọng ra Đi đâu mà giờ này mới về Khôi cứ thông thả gỡ giày Cởi tất xong Rồi mới thèm trả lời mẹ Con đi chơi Anh không quên nhấn mạnh Với châu Cô quanh nghe vậy thì hớn hở ra mặt Thật hả Ôi con trai ngoan Con làm tốt lắm Cứ tiếp tục phát huy nhé Mẹ phải gọi điện tâm sự với chị Nhung mới được Khôi nhếch mép cười mẹ anh chỉ được như vậy là nhanh. anh định đi lên phòng, vừa bước chân lên bậc cầu thang thì đã bị mẹ gọi lại. à quên, khôi ơi, con ra đây mẹ nhờ đã. sao thế? cô quanh kéo khôi ra bồn rửa bát, nơi có một đống bát đũa còn chưa rửa nằm ngổn ngang ở đó. cô dí cái dĩa rửa bát vào tay anh, nói: đó, cầm lên giả giờ rửa đi con, để mẹ chụp kiểu ảnh tung lên facebook cái nào. Khôi bất lực nhưng cũng làm theo ý của mẹ. Anh quá quen với việc này rồi. Trước nay mẹ anh luôn giỏi bày trò như vậy. Hết bắt anh giả giờ rửa bát, giả giờ cắm cơm, giả giờ dọn dẹp nhà cửa, rồi cả giả giờ tặng qua, tặng quà cho mọi người. Để mẹ có ảnh đăng lên mạng xã hội khoe với thiên hạ. Được mọi người khen là mẹ thích, mẹ mừng tích cả mắt. Góc này được chưa nhỉ Khôi? Góc này trông đẹp hơn đúng không? À không, góc này trong mũi con có vẻ cao hơn, giống mẹ có khác. Khôi bỏ lại đống bát và lên phòng tắm rửa. Cô quanh vẫn đứng đó chọn lựa ảnh. Sau cùng cô đăng bài lên và tỉ mỉ gõ nội dung. Con trai cưng đi học về rất giả nhưng vẫn vào bếp rửa bát giúp mẹ là đây. Con cứ cố gắng học thật giỏi và ngoan ngoãn, có hiếu với bố mẹ như thế này là mẹ mừng lắm. Sau này mẹ tha hồ mà tuyển con dâu cho con đây mọi người lại vào bình luận khen khôi nhiều lắm cô quanh vẫn vui sướng trả lời lại đấy chị ạ à, em đã bảo không cần mà nó cứ đòi giúp nó sợ mẹ mệt đấy chị ạ à. thế là người ta lại nhao nhao lên nói cô quanh có phước ai được làm con dâu của cô chắc chắn là cũng sung sướng như vậy người ta đâu có biết để được cô quanh duyệt trở thành con dâu nhà cô thì khó khăn đến cỡ nào đâu thời gian về sau Nguyên Khôi và Bảo Châu càng ngày càng đi chơi với nhau nhiều hơn. Họ đi từ danh nghĩa bạn bè, họ thoải mái và đỡ gượng gạo hơn trước rất nhiều. Châu biết được sở thích của Khôi, biết được phong cách và thú vui thường ngày của anh. Còn Khôi thì cũng thấy rất vui khi ở bên cạnh Châu. Anh phát hiện cô không phải một mọt sách nhạt nhẽo như suy nghĩ trước đây của anh. Cô cũng biết vui đùa và đáp lại những sự trêu đùa của anh. Tiếp xúc nhiều khôi càng thấy châu xinh đẹp nét đẹp hiền diệu thanh thoát và trong gieo của cô khiến anh nhiều lúc hẩn một nhịp tim anh không biết liệu cảm giác trong lòng mình lúc này là gì chắc nó hơn thích một chút không biết đã chạm đến yêu hay chưa trong những buổi ăn uống hội họp và chuyến du lịch của hai bên gia đình khôi luôn có mặt đầy đủ anh muốn dành nhiều thời gian ở bên châu hơn trong một buổi ăn tối nọ cô quanh lại đon đã. Dạo này hai đứa trẻ nhà chúng ta đi chơi với nhau nhiều phết nhỉ? Bảo Châu, con thấy bạn khôi nhà cô thế nào? Nó có dám bắt nạt con không? Cứ bảo cô, cô xử lý cho nhé. Dạ không đâu ạ, à, bạn ấy rất tốt với cháu. Vừa nói Châu vừa liếc mắt sang Khôi. Chợt thấy Khôi cũng đang chăm chú nhìn mình. Châu dội ngại ngùng quay mặt đi. Thế là tốt rồi, anh Nghĩa, chị Nhung, chúng ta cứ tính chuyện thông gia đi là vừa nhỉ? Rồi mọi người lại cười nói rôm rã với nhau. Với sự đẩy thuyền tích cực của người lớn, tự dưng Bảo Châu có chút để tâm đến khôi. Nhưng cô cũng hơi băn khoăn, không biết những thứ anh thể hiện hàng ngày với cô có thực sự là con người thật của anh hay không. Chuyện này Châu không biết và cô phải tìm đến một chuyên gia tư vấn khác. Không ai khác, đó là em gái của Khôi bé Gia Nhi. Gia Nhi kém khôi 3 tuổi. So với anh trai và tất cả các thành viên khác trong gia đình, Nhi là một người khá thẳng tính, có sao nói vậy. Nhi cũng cực kỳ thân thiết với Bảo Châu. Con bé thích chia sẻ, còn Châu là người biết lắng nghe. Cô lắng nghe tất cả những thứ mà Gia Nhi không thể tâm sự với bất cứ ai trong gia đình nó. Một buổi chiều nọ, Châu hẹn Gia Nhi đi uống nước hai chị em sau một hồi nói chuyện thì châu hỏi sang chuyện về khôi nhi này chị hỏi xíu nhé chuyện gì thế chị châu hơi ngập ngừng em thấy anh khôi của em là người như thế nào điên ở bẩn cọc tính và nhi không ngần ngại đưa ra luôn ba từ quá đổi thô thiển và xấu xí để miêu tả anh mình châu ngạc nhiên hỏi lại sao lại thế anh trai em tệ đến cỡ đó luôn sao không sai đâu chị anh ấy nóng tính lắm hơi tí không vừa ý là quát nạt loạn lên lười chảy thay ra nhưng lúc nào mẹ cũng khen nức nở trên mạng xã hội mà chị biết tại sao anh ấy lúc nào cũng xịt nước qua nồng nặc lên không đó là bởi vì anh ấy lười tắm đấy chị ở bẩn không ai chịu được thế mà vẫn có người yêu mới lạ có có người yêu rồi sao đúng chị nhiều lắm nhưng chia tay hết rồi, phần gì mẹ em cũng chả ưng nổi ai. Mà mẹ em ưng chị lắm đấy, nhưng mà em khuyên thật, dù em rất thích chị, nhưng chị đừng có yêu anh trai của em. Gái ngoan như chị mà vào tay anh ấy hả, khổ cả đời. Anh ấy nhanh chán lắm, thay người yêu như thay áo vậy. Cờ đỏ chị ạ, à. chuyên gia treo đùa tình cảm và thả thính phụ nữ. Ai dính thì dính, anh ấy mặc kệ, anh ấy là người thích chinh phục thích tán tỉnh con gái để có cảm giác thành tựu ấy nghe những lời nói của gia nhi châu tự nhiên có chút băn khoăn trong lòng không biết dạo gần đây có phải cô đang trở thành đối tượng tán tỉnh trêu đùa của khôi hay không cô thấy anh cũng hay buông lời thả thính với mình lắm nhưng cô hay né thính vì nghĩ đó chỉ là những câu bông đùa vui vui không được rồi bảo châu ạ à. mày phải tỉnh táo lại tỉnh táo lại mau châu tự nói thầm với bản thân mình như thế dù sao thì bây giờ cô cũng phải ưu tiên việc học và phát triển bản thân lên hàng đầu một tối nọ nguyên khôi lại nhắn tin rủ châu đi chơi nhân dịp sinh nhật anh châu cũng bất ngờ vì cô không hề biết sinh nhật anh từ trước không kịp mua quà cô đành để tặng bù cho anh sao tối hôm đó cô diện một chiếc váy ngắn màu trắng rất nhẹ nhàng và thanh lịch cô cũng trang điểm thêm một chút để trông rạng rỡ và tươi tắn hơn đến nơi châu vô cùng bất ngờ khi biết bữa tiệc được tổ chức ở phòng riêng của một quán bar bạn bè của khôi ai cũng ăn mặc rất cá tính và có phần gợi cảm khác hoàn toàn với phong cách của cô khôi dắt châu đi làm quen và giới thiệu cô với tất cả mọi người ban đầu châu cũng thấy hơi ngại nhưng mọi người đều rất cởi mở và thân thiện khiến cho cô giảm bớt đi phần nào căng thẳng chỉ sau một thời gian ngắn, cô đã có thể nhập cuộc với mọi người. Nhạc nổi lên, mọi người cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc. Châu cũng không ngoại lệ. Dù cô không uống rượu, không uống bia, nhưng tinh thần của cô cũng hăng hái không kém gì mọi người. Mọi hình ảnh vui đùa của Châu đập vào mắt Khôi. Anh ngồi uống rượu với đám bạn, mà mắt cứ dán lên người cô, nhìn theo từng hành động, cử chỉ của cô một cách chăm chú đến khi rượu đã thấm vào người khôi ngà ngà say anh nhìn thấy châu đang được một thằng bạn khác của anh ra bắt chuyện làm quen thậm chí còn cười đùa rất vui vẻ khôi nóng hết cả mắt anh liền đi ra và cắt ngang hai người nói chuyện gì mà vui vậy cho tôi nghe giới cậu bạn kia của khôi không hiểu ý liền quay ra vui vẻ nói khôi à chúc mày sinh nhật vui vẻ tuổi mới nhiều người yêu mới nhé nhiều đến mấy thì cũng chả bằng mày được. Khôi cố tình nói mất Sao? Định kiếm luôn bây giờ à? Thằng này, mày nói thế mang tiếng tao. Rồi cậu ta kéo vai Khôi lại và nói thầm. Nhưng em gái này xinh thế, cho tao nhé. Nguyên Khôi lừ mắt lườm sang nó, buông đúng một chữ. Cút! Cậu bạn biết Khôi đang đánh dấu chủ quyền nên biết điều bỏ đi. Khôi quay lại nhìn Châu cô vẫn đang đứng đó, nở nụ cười ngây ngô không biết gì. Cô cứ cười như thế này thì bảo sao người khác không rung động cho được. Một con cừu non như cô, đúng là không nên ở đây. Khôi chẳng nói gì, bỏ về chỗ rồi nốc cả đống rượu cho bỏ tức. Đến khi bữa tiệc sắp tàn, mọi người ra về gần hết, thì Khôi đã say bí tỉ. Mọi người khác thì đã khoác vai nhau rồng rắn lên mây ra về. Chỉ có Châu là người duy nhất tỉnh táo, và phụ trách việc đưa khôi về nhà không còn cách nào từ chối châu bèn dìu khôi ra ngoài và bắt taxi châu đỡ khôi nhưng sức người của cô có hạn khôi quá nặng khiến cô khốn khổ mãi mới dìu được anh ra ngoài khôi nửa tỉnh nửa mê anh cảm nhận có một mùi hương rất ngọt ngào và dễ chịu đang sát ngay bên cạnh mình anh khẽ mở mắt thì nhìn thấy gương mặt châu đang ở sát gần làn da trắng nõn đôi lông mi cong dúc đôi môi hồng nhỏ nhắn và mùi hương nhẹ nhàng đầy lưu luyến tất cả đều khiến anh khao khát và trỗi dậy ham muốn tự nhiên khôi rất muốn được ôm cô vào lòng được hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia thế rồi rượu say điều khiển con người sợi dây lý trí bị giật đứt khôi đè châu vào tường rồi hôn lên môi cô châu bị bất ngờ nhưng rồi cô sợ hãi đẩy mạnh khôi ra Ai ngờ anh lại càng làm tới, hôn cô tới tấp. Khôi giữ chặt hai tay của cô áp vào tường, đôi môi càng quét từ trên xuống dưới. Khôi, cậu làm gì vậy? Thả tôi ra, tôi không thích. Có ai không? Cứu tôi với. Châu không đủ sức cản lại Khôi, nên cô chỉ còn biết kêu cứu trong vô giọng. Rồi đột nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông đạp mạnh vào người Khôi, khiến cậu ta ngã ra đất. Khôi đau đớn ôm lấy bụng mình nhưng anh chỉ kịp chửi một câu mẹ kiếp thì đã bị thêm ba phát đấm nữa vào mặt đầu óc anh ong hết cả lên nhận thức không còn rõ ràng trong lúc ấy người đàn ông kia đã kéo tay châu và đưa cô rời đi người đàn ông tốt bụng đưa châu ra xe của anh ấy lúc này anh ta mới nhìn thấy rõ gương mặt của châu anh ta ngạc nhiên kêu lên là em sao ôi lâu lắm rồi không gặp em châu nghiêng đầu khó hiểu cô không thể nhớ nổi người này là ai chỉ biết rằng giọng nói của anh ta có chút quen thuộc anh anh là anh là thiện đây anh từng giúp em một lần hôm trời mưa đấy bây giờ châu mới nhận ra anh thiện do hôm ấy trời mưa anh lại đeo khẩu trang nên cô không nhìn rõ được mặt mũi anh như thế nào hôm ấy cô còn cứ tiếc mãi vì không xin được cách thức liên lạc để trả ơn anh ai ngờ hôm nay anh lại chính là người ra tay giúp đỡ cô lần nữa. Anh vẫn nhận ra em sao? Thiện buộc miệng đáp. Đương nhiên rồi, em xin mà. Thiện nói xong câu này thì cả anh và cô đều ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác. Người ngại, người xấu hổ. Nhưng rồi Thiện nhanh chóng chữa cháy tình hình. Thôi anh đưa em về nhé, cũng muộn lắm rồi. Châu gật đầu dân dạ rồi trèo lên xe. Trên đường về, Thiện lại hỏi em đi đâu mà về muộn vậy con gái một thân một mình đi về như thế này dễ gặp biến thái lắm đấy và em đi sinh nhật bạn người vừa nãy chính là bạn em ôi là cậu ta sao bạn em dám dở trò ép buộc với em như vậy ư em em cũng không biết tại sao cậu ấy lại như vậy chắc do hôm nay cậu ấy uống say quá nên mới không kiểm soát được hành vi dù thế nào thì cũng không được mượn rượu làm càng như vậy Cậu ấy làm như vậy là không tôn trọng em Tốt nhất em nên cẩn thận với người bạn này Dạ Em cảm ơn anh vì đã giúp em lần nữa nhé. Không có gì đâu Tiện tay giúp thôi Lần này anh nhất định phải để em trả ơn anh nhé. Anh rảnh thì cuối tuần này em mời anh một bữa được không Không cần đâu Không được Châu vẫn kiên quyết Anh cho em trả ơn anh đi Nếu không em sẽ thấy dây dứt lắm Thiện bật cười Thôi được rồi tùy ý em đấy rồi châu xin được phương thức liên lạc với thiện sự tình cờ ngày hôm nay chính là sợi dây tiếp nối tạo nên mối lương duyên của hai người sau này sau sự cố ngày hôm đó châu cố tình tìm cách tránh mặt khôi cô nhất quyết đòi bố mẹ cho thuê trọ và ở một mình dù khôi có tới nhà hay gọi điện nhắn tin như thế nào châu vẫn cương quyết không gặp cô luôn diện cớ bận rộn để thoái thác cuộc nói chuyện với anh châu sợ chứ mọi việc diễn ra ngày hôm đó khiến châu hoàn toàn sợ hãi khôi cô nhớ lại những lời trước đây gia nhi từng nói với mình có lẽ thứ khôi thực sự muốn ở cô đó là cơ thể này mà thôi anh muốn chinh phục cô sau đó lợi dụng cô nhưng cũng vì hôm đó khôi quá say nên có thể anh không cố ý nghĩ thế nào cũng không thỏa cuối cùng châu chọn cách lãng tránh không dám đối diện với khôi còn về anh thiện anh đã thích Châu ngay từ cái nhìn đầu tiên, hay còn gọi là tiếng sát ái tình. Lần đầu nhìn thấy cô trong bộ dạng mắt mưa đứng dưới mái hiên, anh đã rung động và quyết định giúp đỡ cô. Giống như cô, anh cảm thấy rất tiếc vì đã không kịp để lại cách thức liên lạc và hai người bị mất kết nối luôn như vậy. Những ngày sau đó, mỗi khi từ công ty trở về, Thiện dẫn luôn lượn lờ qua trường đại học của Châu để mong may mắn gặp lại được cô. Anh cũng không thể đến nhà cô Việc này quá đổi bất lịch sự Thiện chỉ có thể nhờ ông trời tạo duyên cho mình gặp lại cô Và cơ hội đó đã đến Cuối tuần Một ngày trời trong nắng đẹp Châu hẹn Thiện đến một nhà hàng đồ hàng Mà cô rất yêu thích Để đáp lại sự giúp đỡ của anh Không biết có phải vô tình hay không Hôm nay cả hai lại cùng mặc đồ quả tiết đường kẻ Dù không hề hẹn trước nhân viên quán và tất cả mọi người nhìn vào đều tưởng hai người này là một đôi thiện và châu có lẽ cũng nhận ra điều đó nhưng cả hai đều xấu hổ không dám nói điều gì họ ngồi ăn và trò chuyện rất vui vẻ với nhau thiện chia sẻ thêm cho châu một số những kinh nghiệm học tập trên đại học của mình từ trước châu cũng chia sẻ lại cho anh những dự định và định hướng của cô khi biết châu học marketing và đang muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực này thiện đã cởi mở nói anh có khá nhiều tài liệu và giáo trình còn giữ lại nếu em cần thì khi nào anh đưa cho dạ em cảm ơn anh anh cho em xin để tham khảo thêm nhé vì ngày trước thiện cũng học marketing và hiện tại anh đã được nhận vào làm nhân viên chính thức của bộ phận này ở công ty nên anh cũng nói luôn nhưng lý thuyết khác xa với thực tế lắm đấy em có thể tham gia một số câu lạc bộ hay hội nhóm cùng chuyên ngành Hiện tại thì anh cũng có một nhóm bạn đam mê mảng chiến lược này lắm. Anh nghĩ em tham gia thì sẽ có thêm kinh nghiệm đấy. Em muốn thử chứ? Bảo Châu rất ham học, vừa nghe đến đây, cô đã gật đầu đồng ý lia lịa. Cô thực sự rất thoải mái khi được nói chuyện cùng anh Thiện, và Thiện cũng càng cảm mến cô hơn vì sự nhiệt tình và ham học hỏi của cô. Hai người mãi mê mà không hề biết rằng, toàn bộ những khoảnh khắc vui vẻ của cả hai đã bị thu gọn vào trong khung hình điện thoại của một người từ phía xa. Và nó chính là mầm móng cho mọi rắc rối sau này. Khôi đang chán nản nằm trên ghế sofa phòng khách. Từ ngày xảy ra chuyện với Châu, anh như kẻ đa nhân cách. Lúc thì ngẩn ngơ thẫn thờ, lúc thì cáu giận nổi điên, lúc thì lẩm bẩm một mình trong vô thức. Anh thực sự rất rối rắm và không biết làm cách nào để giải quyết được chuyện này. Đúng lúc đang chán đời khôi nhận được tin nhắn gửi đến của tuấn cúc cô cúc cô khôi bực mình nhắn lại đúng một chữ cúc nhưng khi anh vừa mới gửi đi thì gần chục tấm ảnh từ phía tuấn lại gửi đến cho anh đó là ảnh chụp lại khoảnh khắc mà bảo châu ngồi ăn tại nhà hàng với anh thiện ảnh cười có ảnh nói chuyện có ảnh gấp đồ ăn cho nhau có lại còn có cả ảnh thiện đang đưa tay sang lau đồ ăn dính trên khóe miệng cho châu. Sự tình tứ, tình cảm của hai người chẳng khác nào một đôi quyên ương đang hẹn hò. Càng nhìn lại càng thấy họ đẹp đôi mới tức chứ. Nhìn những bức ảnh ấy, mắt khôi trợn trừng hết cả lên. Anh tức giận, ném cái điện thoại một phát xuống sàn và chửi. Mẹ kiếp! Cô quanh đang ở trong bếp. Khi nghe thấy tiếng động mạnh bên ngoài thì dội chạy ra xem. Nhìn chiếc điện thoại dở tan tành dưới sàn Cô gắt lên với Khôi Mày phá đấy à Muốn mua điện thoại mới thì bảo một câu Cần gì phải đập ra như thế Lại mất công mẹ dọn cho mày Khôi cộc cằn đáp Mẹ mặc kệ con Con đang bực mình Làm sao Đứa nào làm gì mày Giống là một đứa con trai Có tính mách mẹ Nên Khôi cũng kể hết rõ đầu đuôi lại mọi chuyện cho mẹ mình Từ việc anh theo đuổi Châu Đến việc anh cưỡng ép Châu và cả sự việc ngày hôm nay Tuấn vừa gửi cho anh nữa. Cô Oanh nghe xong thì quảng hốt, bất ngờ đến bật ngửa. Cái gì? Sao chuyện như vậy mà giờ mới kể cho mẹ là sao? Thì tại, tại con vẫn nghĩ mình sẽ giải quyết được. Ai ngờ tự dưng có thằng khác nhảy vào cướp chỗ của con. Cướp làm sao được mà cướp? Cứ để đó mẹ lo. Mẹ đã chấm cái châu rồi, thì nhất định nó phải là con dâu của mẹ. Khôi nghi ngờ, mẹ định làm gì? Đừng có gượng ép châu quá. Cô ấy bây giờ còn không thèm nhìn mặt con nữa là. Nó không nhìn mặt mày, nhưng nhất định sẽ nhìn mặt mẹ. Mẹ mà đã mở lời thì làm sao nó dám từ chối được. Cô Quanh là một người phụ nữ khôn khéo và luôn tìm cách để người ta phải chiều theo ý của mình. Cả đời cô chắc chỉ thất bại duy nhất trong việc thuyết phục chồng cho mình đi ra ngoài gặp gỡ mọi người thoải mái hơn tính ghen tuông và chiếm hữu của chú hưng thì có 10 cái mồm của cô quanh cũng không nói nổi chú đã cưới cô cho cô có một cuộc sống sung túc giàu sang và đầy đủ thì nhất định cô phải ngoan ngoãn và thuộc về một mình chú mà thôi nhưng chung quy cho cùng thì cô quanh vẫn rất hạnh phúc cô thường than thở với đứa con gái già nhi của mình rằng đấy con thấy không mẹ khổ lắm con ạ à. mẹ chả được bố con cho đụng tay vào làm cái gì hết suốt ngày phải ở nhà tiêu tiền của bố con cho qua ngày thôi. Chỉ mấy ngày sau, cô quanh sang nhà Bảo Châu chơi và còn mang theo cả đạo cụ livestream của cô. Cô quyết định quay lại cuộc tâm sự vào bếp của mình với cô Nhung để cho mọi người thấy được sự gắn bó thân thiết của mình với thông gia tương lai. Hôm ấy Châu được nghỉ học, cô dự bước xuống bếp thì bắt gặp ngay cảnh hai người phụ nữ đang trò chuyện trước máy quay phát sóng trực tiếp. Chào cháu. Khi châu còn chưa kịp nói hết lời chào của mình, thì cô Quanh đã dội kéo châu vào cạnh đó và bon bon giới thiệu với mọi người. Đây rồi, con gái châu xinh đẹp của chị Nhung và cũng chính là con dâu tương lai của tôi đây mọi người ạ. À. Châu nghe vậy liền dội vàng muốn phủ nhận, nhưng ai ngờ cô Quanh lại nói tiếp. Chị Nhung, chị muốn của hội môn bao nhiêu nào để gia đình em còn chuẩn bị dần. Cô Nhung không hề biết chuyện của con gái và Khôi. Cứ ngỡ cô quanh đang đùa nên cũng vui vẻ trêu lại. Ôi, con gái Ngọc Ngà nhà tôi có giá lắm đấy nha. Ai chứ riêng cháu Bảo Châu thì bao nhiêu nhà em cũng chiều chị ạ. À. Bảo Châu thực sự không biết phải biện minh ra sao. Cô gái nhỏ dội vàng lấy lý do và nhanh chóng rời khỏi ống kính. Châu biết rõ sức ảnh hưởng và những mối quan hệ của cô quanh trên mạng xã hội chắc chắn mọi người sẽ đồn đoán lung tung hết cả lên cho mà xem nhưng châu chẳng thể làm gì thêm được cô không thể làm to chuyện này lên và để hai bên gia đình mất lòng nhau sau tất cả châu đành chọn cách bỏ ngoài tai thời gian này nhờ sự gặp gỡ qua lại với anh thiện mà mối quan hệ của châu và anh ngày càng trở nên thân thiết anh thiện thực sự rất tốt bạn bè của anh cũng rất nhiệt tình với cô anh cũng vui tính luôn làm cho cô vui vẻ và đồng hành giúp đỡ cô trong quá trình học tập làm việc thậm chí anh thiện còn dạy châu đi xe máy anh hướng dẫn tận tình và giúp cô vượt qua nỗi sợ ngày trước trong lúc hai người đang trên đà phát triển tình cảm thì cô oanh đã quyết định lên kế hoạch triệt tiêu giật ngán đường con trai mình đó là thiện cô tìm hiểu sơ qua thì biết được rằng thiện chỉ là một nhân viên hành chính bình thường nên tự thấy đây không phải đối thủ của con cô nếu vậy trước hết cô sẽ dùng tiền dụ dỗ dùng quyền lực để mua chuột trước xem sao do những mối quan hệ quen biết của mình cô quanh liên lạc được với cấp trên của anh thiện và có một buổi hẹn gặp riêng với anh anh thiện cũng không chút nghi ngờ vì anh chỉ nghĩ rằng đây là một buổi tư vấn khách hàng thông thường chạm mặt cô quanh anh thiện vẫn nhiệt tình chào hỏi chào cô cô là cô quanh đúng không ạ cháu là thiện nhân viên Cô quanh ngồi trên ghế sofa đối diện Bày ra vẻ mặt kiêu ngạo không mấy để tâm Cô giơ tay lên ra hiệu Khỏi tôi biết cậu là ai Và tôi nói luôn hôm nay chúng ta không có bàn chuyện công việc gì hết Để tránh mất thời gian Tôi sẽ vào vấn đề chính luôn nhé Có phải hiện tại cậu đang quen Bảo Châu không? Thiện bị cô quanh dẫn đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Cô lại còn nhắc đến Bảo Châu Chính là người con gái hiện tại anh đang gặp gỡ và đã yêu thầm từ lâu thiện quay sang thắc mắc bảo châu vậy cô là nếu đây thực sự là mẹ của bảo châu thì có lẽ sẽ thử thách lớn với anh đây tôi sao tôi là ai không quan trọng nhưng tôi muốn cậu kể từ bây giờ hãy ngừng gặp gỡ và tránh xa bảo châu ra con bé đã có đối tượng kết hôn rồi cô có phải mẹ của bảo châu không vậy đương nhiên không nhưng tôi chính là mẹ chồng tương lai của con bé." Cô quanh nói toẹt luôn một loạt. "Gia đình tôi và gia đình con bé đã có hẹn ước từ trước rồi. Bảo Châu và con trai tôi thật sự rất xứng đôi vừa lứa, hai gia đình lại môn đăng hộ đối, thật sự không có gì để bàn cãi." Thiện không nhịn được mà bật cười, nhưng rồi anh đành thu lại nụ cười và nói: "Cô à, nếu cô không phải bố mẹ của em Châu thì làm sao có quyền ngăn cấm cháu được ạ?" À? giả lại chuyện yêu đương của em ấy là do em ấy tự quyết định. Cháu cũng chẳng làm gì hết, nên việc cô phí công đến đây nói chuyện với cháu như thế này là hoàn toàn vô ích rồi. Thiện thẳng nhiên đáp lại, có lẽ cô quanh vẫn tưởng anh và Châu đã hẹn hò với nhau, nhưng thực chất thì hiện tại hai người vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè, cùng lắm là trên tình bạn dưới tình yêu. Cô quanh vẫn cố chấp. Tôi không cần biết, tôi chỉ cần cậu tránh xa Bảo Châu ra thôi loại như cậu không xứng với nó đâu cậu muốn gì tiền tôi có công việc tôi có thăng tiến cho cậu cậu chọn đi thiện lắc đầu ngán ngẩm cô à thời đại nào rồi mà cô còn dùng cách này để ép buộc tình cảm của người khác vậy thời đại nào rồi còn đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối như vậy chứ nếu châu và con trai cô yêu nhau thật lòng thì họ cứ đến với nhau thôi cháu ở đây cũng chẳng làm được gì cô đừng nghĩ có tiền có thể giải quyết được tất cả mọi thứ chuyện vô lý như ngày hôm nay mong cô đừng lặp lại nữa thiện nói xong thì anh đi thẳng để lại cô quanh ngồi đó với vẻ mặt bực tức vô cùng khi bị một đứa chỉ đáng tuổi con mình dạy đời cho như vậy dùng tiền không được cô quanh quyết định chuyển sang luôn phương án bạo lực cô thuê mấy thằng xã hội đen đầu gấu xăm trổ chặn đánh thiện ở trên đường hôm ấy thiện đi làm về vừa vào gần con ngõ vắng để rẽ về nhà thì đột nhiên có mấy người chặn ngang giữa đường. Chúng tẩn cho anh một trận thừa sống thiếu chết xong quẳng lại anh lời cảnh cáo của cô quanh. Nếu không tránh xa Bảo Châu ra thì lần tới mày chết. Lên bàn thờ ngồi ngay và luôn. Trận đánh đó khiến Thiện phải nhập viện cấp cứu. Mặt mũi sưng dù đến biến dạng. Cơ thể bầm tím xước xác và nặng nhất là một bên tay phải của anh đã bị gãy xương. Bố anh là chu Hoàng, nhìn thấy bộ dạng con trai mình tả tơi thì rất muốn kiện những kẻ đã gây thương tích với Thiện. Nhưng họ không có đủ bằng chứng. Thiện cũng không muốn phải chịu ấm ức. Nhưng anh cũng không biết làm thế nào để bắt cô quanh phải chịu hậu quả cho chính hành động mình gây ra. Chợt Thiện nhớ đến Bảo Châu. Cô quanh từng nói với anh rằng cô chính là mẹ chồng tương lai của Châu. Vậy ắt hẳn hai người này phải có mối quan hệ gì đó với nhau. Anh dội lục tìm trong trang cá nhân của Châu Thì thấy ngay facebook của cô quanh Anh nhận ra ngay lập tức Bởi những bức hình tràn lan trên mạng Cùng với những bài viết cô ấy gắn thẻ bảo Châu Xem ra Đúng thật là mối quan hệ hai bên gia đình cô quanh Và gia đình bảo Châu rất thân thiết Nhưng nó không đồng nghĩa với việc Anh sẽ nhân nhượng cho kẻ xấu Anh yêu Châu thật lòng Và anh không muốn Châu phải chịu khổ sở Khi làm dâu của một bà mẹ chồng tàn nhẫn như cô quanh anh bèn nhắn tin liên lạc chắc bây giờ cô đang hả hê lắm nhỉ tin nhắn được gửi đi hơn tiếng sau thì thiện nhận được hồi âm cô quanh khinh bỉ nhắn tin lại vẫn còn sức để nhắn tin cơ à cảm ơn cô đã hỏi thăm tôi chỉ bị gãy một tay vẫn còn tay còn lại nữa mà vậy muốn xử lý nốt tay còn lại sao thiện bắt đầu thực hiện kế hoạch anh nhắn tin khiêu khích cô đừng vội mừng như vậy cô biết không Châu vừa đến đây chăm sóc cho tôi đấy. Dù tôi có ở trong bộ dạng như thế nào đi chăng nữa, Châu vẫn yêu và muốn ở cạnh tôi vì tương lai của cả hai. Thiện bằng nhắn tin nói dối chuyện của Châu lần này. Cô Quanh đọc đến đây thì cay cú lắm. Mày bỏ bùa cái Châu đúng không thằng này? Làm gì có chuyện đó, Châu mê tôi như điếu đổ mà. Rồi Thiện lại tiếp tục nhắn tin thăm dò. Nhưng dạo này tôi cũng hơi chán chán rồi. Nếu cô muốn con trai mình và Châu bên cạnh nhau, tôi sẽ từ bỏ cô ấy, với điều kiện cô phải trả tôi 100 triệu trong vòng ngày hôm nay. Giờ này mới đòi tiền thì có muộn quá không? Cô quanh trả lời lại. Bây giờ thằng nhóc mới chịu thương lượng đàng hoàng, đúng là trận đánh kia đã làm cho đầu óc nó tỉnh táo hơn hẳn rồi đấy. Không muộn, cô thấy đấy, dù sao tôi nhập viện thì tiền viện phí cũng không hề rẻ. Bây giờ tôi cũng chấp nhận rời xa châu rồi Chả nhẽ cô không đỡ cho tôi được một chút diện phí hay sao Trong lòng cô quanh đắc ý lắm Lòng vui như mở cờ trong bụng Cô không ngần ngại chấp nhận yêu cầu của thiện Thôi cũng được Coi như phí bịt miệng đi Lát nữa sẽ có tiền Cô đến trực tiếp đóng diện phí giúp tôi đi Hiện tại tôi nằm bẹp ở giường rồi Không thể đi đóng cho người ta được Được, kế hoạch của thiện hoàn thành bước một anh đã có đoạn tin nhắn làm bằng chứng bây giờ chỉ cần cô quanh đến đây trực tiếp và cho anh một đoạn ghi âm lời thú tội nữa thôi là được cô quanh đến phòng bệnh của thiện nhìn anh cô nhếch mép cũng mạnh tay quá nhỉ cô không ngờ mấy tên đầu gấu cô thuê lại ra tay mạnh như vậy cô suýt chút nữa thì không nhận ra thiện rồi nhưng thôi trừng trị càng nặng thì mới càng nhớ đời Vậy cũng nên đền bù thỏa đáng vì đã đánh tôi ra nông nổi này chứ nhỉ? Muốn trăm triệu thôi đúng không? Nếu cô hào phóng thì có thể cho hơn. Dù sao có tiền thuê người đánh tôi như thế, chắc hẳn cô cũng rất lắm tiền nhiều của. Ha, cho thêm một trăm triệu nữa. Tổng là hai trăm triệu. Tự quấn gói mà ra đi luôn đi nhé. Cô quanh đập thẳng số tiền vào người thiện. Sau đó quay người định rời đi. Cô vừa xoay người lại thì bắt gặp một người đàn ông đang đứng nhìn mình đó là bố của thiện chú hoàng chú hoàng sửng sốt nói chuyện chuyện này là sao sao lại là cô chứ sao cô lại ở đây hả oanh cô oanh ngạc nhiên lắm cô cố gắng nhìn người đàn ông trước mặt thêm một lát rồi cô nhận ra hoàng sao anh ở đây bao nhiêu năm trôi qua chú hoàng đã thay đổi rất nhiều nét mặt già dặn hơn làn da đen sạm đi, nhiều nếp nhăn hơn. Sự tiêu tụy của chú làm cô mãi mới nhận ra. Còn cô quanh thì khác, cô dù đã sang đầu bốn, nhưng nhờ đi spa làm đẹp suốt, nên vẫn giữ được đường nét tuổi xuân. Chỉ là do cách trang điểm của cô có phần đứng tuổi hơn, chứ thật ra chả khác trước là bao. Đó là lý do mà vừa nhìn cái chú Hoàng đã nhận ra cô ngay lập tức. Chú Hoàng tiếp tục tra hỏi, chuyện này là sao? quanh Cô chính là người đã thuê người đánh thằng Thiện sao Tôi Tôi Cô quanh còn đang ấp úng ở đó Thì chú Hoàng đã lao đến Nắm lấy hai vai cô và quát lên Cô bị điên rồi sao Sao cô có thể tàn nhẫn như vậy Với chính con trai ruột của mình Năm xưa cô dứt bỏ nó chưa đủ hay sao Lời chú Hoàng vừa nói Như thể xét đánh ngang tay cô quanh lẫn thiện Cả hai đều không thể ngờ rằng hai người lại chính là mẹ con thật ra trước đây cô quanh đã có một người chồng trước chú hưng đó là chú hoàng chú hoàng hồi đó rất đẹp trai phong độ nhà có điều kiện nên ăn chơi rất phóng khoáng cô quanh thì cũng như bao nhiêu cô gái trẻ khác lúc bấy giờ say như điếu đổ trước sự ga lăng và dẻo miệng của chú hoàng hai người kết hôn với nhau chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò và cũng chỉ sau khoảng một năm chung sống thì đường ai nấy đi lý do bởi vì chú hoàng phá quá chú ăn chơi phá hết bao nhiêu tiền bạc của cải của bố mẹ mình đến mức dở nợ đi tù bố mẹ thì sinh bệnh tật đau ốm vừa phải gánh thêm nợ cho con cô quanh còn trẻ cô không muốn bỏ phí thanh xuân của mình như thế nên đã quyết tâm dứt áo ra đi bỏ lại tất cả và đứa con vừa mới mở mắt chào đời của mình với chú hoàng cô lên thành phố sinh sống và buôn bán hàng online trên mạng. Rồi cũng từ đó không còn chút liên lạc nào với gia đình chồng cũ nữa. Lên đây đất khách quê người, không ai biết về quá khứ của cô, cũng như việc cô từng có một đời chồng với một đứa con. Chú Hưng vẫn luôn nghĩ rằng cô trong trắng như thế nên mới cưới về làm vợ. Giờ đây mọi chuyện dở lỡ vì lòng tham và sự độc ác của bản thân mà cô Quanh đã vô tình hãm hại ngay chính con ruột của mình cô quỳ sụp xuống sàn sốc không nói nên lời nhưng kẻ xấu thì bản chất vốn cũng biến dạng thay vì xin lỗi chồng con cũ thì cô quanh lại ôm chân chú hoàng và thảm thiết gian xin xin anh xin anh đừng nói cho ai biết chuyện này xin đừng để ai biết sự thật này tôi cầu xin anh chú hoàng lạnh lùng nói biết thì làm sao chứ đến giờ cô vẫn chỉ muốn chối bỏ tôi và đứa con ruột của mình đúng không tôi xin anh hãy để tôi sống yên ổn anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng đưa chú hoàng không còn gì để nói dứt khoát bỏ ra khỏi phòng để mặt cô quanh dẫn cầu xin thảm thiết ở đó chú không thể ngờ người phụ nữ này lại trở nên máu lạnh như vậy chắc hẳn hiện tại cô đã có gia đình mới có những đứa con mới nên mới chối bỏ quá khứ một cách tuyệt tình như thế chắc hẳn cô quanh cũng không hề biết rằng sau khi ra khỏi tù chú đã vì con vì muốn trả thù cô mà quyết tâm làm lại cuộc đời. Tu chí làm ăn để nuôi nấng thiện trưởng thành như ngày hôm nay. Vậy mà khi gặp lại, cô ta lại dám làm ra chuyện độc ác như vậy với con trai ruột của mình. Sau khi biết được tin vừa rồi, thì thiện rất đau lòng. Từ khi còn bé, anh đã không hề đón nhận được tình cảm mẫu tử trên đời. Giờ lớn bằng chừng này, anh lại bị chính tình mẫu tử suýt nữa hại chết anh. Chú Hoàng vào nói chuyện với anh chú kể lại tất cả mọi chuyện từ ngày xưa cho anh nghe chú cũng xin lỗi con trai mình rất nhiều vì đã không thể bảo vệ được tốt cho con rồi cả chú hoàng và thiện đều thống nhất sẽ đưa sự thật này ra ngoài ánh sáng và bắt cô quanh phải trả giá cho hành động của bản thân thiện kể cho bảo châu nghe về sự thật này và nhờ cô giúp đỡ để biết được địa chỉ nhà của chú hưng và cô quanh bảo châu nghe xong thì cũng sốc lắm nhưng cô càng thấy thương cho anh nhiều hơn nhờ thông tin bảo châu đưa cho chú hoàng và thiện đã quyết định đến nói chuyện với chú hưng mới đầu cô quanh còn chối lấy chối để nhưng khi chú hưng bắt cô xét nghiệm adn thì tất cả sự thật đã bị phanh phui chú hưng vốn là người có tính hay ghen và chiếm hữu đương nhiên chú không thể chấp nhận được chuyện này chú đánh cho cô quanh một trận lên bờ xuống ruộng rồi đuổi ra khỏi nhà khôi vì bên mẹ và cũng rất căm ghét thiện nên mới lên tiếng bảo vệ mẹ trước mặt bố ai ngờ cũng bị chú hưng cho cuốn gói ra khỏi nhà luôn cô quanh và khôi tay trắng ra khỏi nhà sau thời gian điều trị cho khỏe lại cô quanh lại tự mưu sinh bằng công việc bán hàng online của mình nhưng chú hưng nào để cô sống dễ dàng như thế chú cho đăng bài ẩn danh lên mạng để phốt cô bài viết ẩn danh với tiêu đề người mẹ máu lạnh trở thành tâm điểm suốt một thời gian dài. Mọi người xông vào trang cá nhân của cô quanh và chửi bới cô rất nhiều. Họ rủ nhau tẩy chay cô, khiến cho công việc của cô thất bại hoàn toàn. Cô đành phải đi rửa bát thuê tại một nhà hàng để kiếm sống. Một ngày nọ, cô quanh trở về nhà sớm hơn mọi hôm, vì trời hôm nay dự báo mưa bão to nên nhà hàng đóng cửa sớm. Cô bước vào cửa nhà trọ, thì bắt gặp Khôi đang phê pha trên giường với chiếc ống tim lăn lóc trên sàn. Cô quảng sợ rồi gào lên. Khôi, mày đang làm gì thế này? Khôi giật mình ngồi bật dậy. Mẹ, mẹ từ từ nghe con nói. Con bị người ta hại. Cô quanh tiến đến tắt thẳng vào mặt Khôi liên tiếp cả chục cái. Rồi cô quỳ sụp xuống sàn gào thét trong tuyệt vọng. Mọi hy vọng trong cuộc sống của cô quanh đều bị dập tắt. Một người coi trọng danh dự và hám danh trên mạng xã hội như cô lại bị người đời cười chê ném đá sỉ nhục đã là một điều rất kinh khủng rồi giờ đây cô lại phải chịu cảnh nghèo khổ gia đình tan dở con trai nghiện ngập cô quanh sầu não đau khổ mà sinh bệnh thế mới nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại người bản chất tham lam vì lòng tham mà gây tội thì một ngày sẽ bị nghiệp trả cho đủ thì thôi còn về phía Châu và Thiện, hai người đã chính thức trở thành một đôi. Sau khi Châu tốt nghiệp ra trường, họ kết hôn với nhau và sinh ra hai đứa bé kháu khỉnh, mẫm mỉm. Có thể họ xuất phát điểm không giống nhau, có thể họ không môn đăng hộ đối, có thể họ bị người đời chê cười rằng bông qua nhài, cắm bảy phân trâu. Nhưng họ luôn dạy cho con mình khắc ghi rằng sống ở đời nhất định không được tham lam. Bởi lẽ, người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Lòng tham sẽ khiến con người ta mù quáng và đi vào con đường tội lỗi, đến mức chẳng thể quay đầu lại bờ.